băng tâm ngầu hứng thừa nhàn theo đòi nghiêng bút luận bàn tục tiên ta là cư sĩ lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Đạo học viên thân kính, thì giờ đây chúng tôi thấy lớp học chúng ta đã ổn định, thì cũng đề nghị học viên chúng ta giữ trật tự yên lặng để mình tiếp thu cái bài giảng đầu tiên trong lớp học ngày hôm nay. Giờ đây chúng tôi xin thay mặt cho ban giám thị và toàn thể học viên xin trân trọng kính mời giáo lý viên Lê Minh Công, và giáo lý viên Lê Minh Công cũng là trị sự viên trung ương, phó trưởng ban ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, và cũng là phó hiệu trưởng của trường trung cấp Phật giáo Bảo. Giờ đây chúng tôi mời giáo lý viên đến diễn đàn để gặp gỡ học viên qua cái chuyên đề lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị trong ban tổ chức lớp học, kính thưa các vị giám thị, thưa quý đồng đạo học viên, thưa quý vị, chúng tôi rất là vinh dự được ban phổ truyền giáo lý của ban trị sự trung ương là phân công đến đây để mà chia sẻ với quý đồng đạo một cái chuyên đề ở trong cái lớp bồi dưỡng giáo lý này. Đáng lẽ thì theo như tài liệu quý vị thì quý vị sẽ được nghe cái chuyên đề thứ nhất là về chữ tu, rồi mới đến cái chuyên đề thứ hai là lược sử về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà do cái nhu cầu chúng tôi cũng có công việc, thành ra xin với ban tổ chức cho xin được chia sẻ với quý vị cái chủ đề này trước. Cái chủ đề mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đó là lược sử Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Lược sử có nghĩa là sơ lược về lịch sử, tức là mình chỉ nói cách tổng quát thôi quý vị. Sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tức là mình không có quá chi tiết. Thì mỗi tín đồ chúng ta đều biết rằng mình là đạo Phật giáo Hòa Hảo, mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, và mình đã quy y với Đức Thầy, cho nên Đức Thầy là thầy của mình, Đức Thầy là giáo chủ của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà có đọc và phân tích ở trong quyển sấm giảng thi văn giáo lý thì quý vị sẽ thấy được rằng Đức Thầy luôn luôn tự cho mình là đệ tử trung thành của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Tôi không quên, tôi là đệ tử trung thành của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên những cái lời của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã thuyết giáo đó, thì hôm nay được Đức Thầy dạy lại cho mình. Cho nên nếu cái này là nếu quý vị, nếu mà chúng ta quy theo Thầy, chúng ta gọi Đức Thầy là cha, thì chúng ta cũng phải gọi Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tới bằng ông nội. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là thầy của Đức Thầy mình, cho nên là cha của cha mình phải gọi bằng ông nội. Cho nên mình có cái bổn phận đối với thầy, đối với đạo, thì mình cũng phải có cái trách nhiệm đối với đạo của Phật một cách tổng quát như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái chủ đề nói về lịch sử của Đức, sơ lược hay là lược sử đó, tức là sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thì nội dung của chuyên đề hôm nay thì quý vị sẽ được nghe gồm có 3 phần, nghe gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Phần thứ hai là lược sử của Đức Phật từ khi Đức Phật giáng sinh, tức là mới sinh ra, cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn.
tức là Đức Phật từ biệt cái cõi đời này. Thì trong cái nội dung chính đó nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là lịch sử của Đức Phật từ khi Đức Phật giáng sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo, tức là trải qua cái quá trình từ hồi nhỏ mới sinh ra như thế nào, rồi lớn lên, rồi ra làm sao, rồi đi tu như thế nào, cho đến khi tu thành đạo như thế nào. Và cái phần thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là lịch sử của Đức Phật từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật từ bỏ cuộc đời này. Và cái phần thứ ba của cái bài học hôm nay, là cái chuyên đề hôm nay, đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, những cái điểm đáng nhớ ở trong cái cuộc đời của Đức Phật, trong cái cuộc đời của Đức Phật. Bây giờ để Đức bắt đầu đi vào cái nội dung của chương trình, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị phần thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Có bao giờ đó quý vị người ta hỏi quý vị đạo Phật là đạo gì? Quý vị, ta hỏi quý vị như vậy đó, ta hỏi quý vị đạo Phật là đạo gì, mà tôi thấy người ta theo đạo Phật nhiều quá. Trên thế giới hiện nay, quý vị biết là trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 1 tỷ người, người ta ước tính là khoảng 1,2 tỷ người đang nghiên cứu, học tập và thực hành theo giáo lý của Phật dạy. Nên người ta hỏi quý vị đạo Phật là gì? Thì đôi khi người ta hỏi như vậy đó, cái mình không có nghiên cứu, mình không có học hiểu đó, quý vị không có biết đạo Phật là gì hết. Thì bây giờ quý vị hãy nghe đi ha. Quý vị nghe này đi thì quý vị sẽ biết, rồi quý vị sẽ trả lời với người ta đạo Phật là gì. Thưa quý vị, chữ đạo Phật có chữ đạo, nó có chữ đạo Phật thì nó có hai từ, phải không? Đạo và Phật, đúng không? Đạo và Phật. Như vậy thì đạo là cái gì, rồi Phật là gì ha? Rồi đạo Phật là gì? Đây là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần nên biết. Thì chữ đạo trong giáo lý của trong từ điển của nhà Phật đó, thì chữ đạo nó có ba nghĩa. Chữ đạo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chữ đạo đó là con đường. Đạo là con đường nha quý vị. Người ta nói là thiên đạo, tức là con đường đi về cõi trời. Phật đạo là con đường đi về cõi Phật. Nhân đạo là con đường trở lại cõi người. Và địa ngục đạo là con đường đi xuống cảnh giới địa ngục. Vậy thì chữ đạo đó là con đường. Cái nghĩa thứ nhất của chữ đạo đó là con đường. Quý vị nghe đây, nghe một chút xíu rồi quý vị, tôi nói lại rồi tôi hỏi quý vị, cái quý vị nghe tôi nói thử coi nói trúng hay nói trật. Bây giờ tôi đang nói trúng này hen. Hơi nhiều khi tôi nói trật tới quý vị, tôi hỏi quý vị có nói trúng không đó, thì quý vị phải biết nha. Chữ đạo có ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất chữ đạo đó là con đường ha. Là đạo là con đường, cho nên Đức Thầy mới dạy là đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Câu đó có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là đạo là cái con đường mà Đức Thầy ra sức, Đức Thầy chỉ dạy cho mình là con đường này đi về cõi Phật nè, muốn về cõi Phật thì phải làm cái gì, cái gì, cái gì. Đây là con đường đi về á, là cõi cực lạc nè. Bây giờ muốn đi về cõi cực lạc thì phải làm sao, làm sao? Muốn đi về cõi trời thì phải làm cái gì, cái gì, cái gì đó. Muốn trở lại làm người, không có mất thân người thì phải làm sao? Mà muốn bị đọa xuống ba đường ác, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục đó, thì mình phạm tội gì? Thì đạo đó là con đường, đạo là giống như cái đàn, đó là nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai của chữ đạo đó là bổn phận. Đạo là bổn phận. Ví dụ như ta, quý vị có nghe ta nói là đạo cha con chẳng hạn. Đạo cha con có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bổn phận của ông cha đối với con và cái trách nhiệm của con đối với cha. Thì cái đó là bổn phận. Hay là đạo chồng vợ, tức là cái bổn phận của vợ đối với chồng và cái trách nhiệm của chồng đối với vợ. Hay là đạo tâu chúa chẳng hạn, là vua đối với tôi đối với vua. Rồi đạo bè bạn chẳng hạn, thì bạn bè đối xử với nhau như thế nào. Hay đạo thầy trò chẳng hạn, thì thầy phải có trách nhiệm với trò như thế nào, trò phải có trách nhiệm với thầy như thế nào. Thì cái đó là đạo là bổn phận. Và điều này đạo là bổn phận được Đức Thầy dạy trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý rất nhiều quý vị. Đặc biệt là trong bài Không Buồn Ngủ đó. Trong bài Không Buồn Ngủ đó Đức Thầy dạy sao quý vị biết không? Đức Thầy dạy là đạo tâu chúa phải chặt gìn câu chung thủy. Có nghĩa là cái bổn phận của vua và tâu và vua là phải trước sau như một. Rồi đạo thầy trò phải khắc cốt với ghi xương, tức là đạo của ông thầy dạy cho mình, rồi mình có trách nhiệm với ông thầy phải ghi tận ở trong cái xương cốt đó. Tức là mình đã quy y với thầy rồi là mình phải có trách nhiệm với đạo đó, với thầy đó, là phải luôn luôn
phải luôn luôn theo thầy đến suốt cuộc đời luôn. Đạo thầy trò phải khắc cốt với ghi xương. Rồi đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường. Chữ miên trường có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải dài dài hoài, năm này qua tháng kia phải vậy hoài. Đạo chồng vợ thì phải thuận hòa cho đến thác. Đạo bè bạn thì bất thân nhân với ngã. Đó là lời của Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta chữ đạo. Cái nghĩa thứ hai của chữ đạo đó là bổn phận, tức là cái trách nhiệm đối xử với nhau, trách nhiệm. Rồi chữ đạo nó còn có một cái nghĩa rất là quan, rất là khó quý vị, rất là khó. Người ta nói là đạo là bản thể tuyệt đối, bản thể tuyệt đối. Bản thể tuyệt đối có nghĩa là cái gì? Đạo là bản thể tuyệt đối mà ta thường hay nói vậy đó, mà quý vị hỏi ta bản thể tuyệt đối là cái gì? Ha? Thì rất là khó có thể nào mà lý giải được hết. Và bây giờ quý vị là có thể hiểu bản thể tuyệt đối nó gì nè. Đạo là nó không là cái gì hết. Đạo không phải là cái gì hết. Nhưng mà nó không có hơn, không có thua. Không hơn, không thua là đạo đó. Mà hễ có hơn, có thua không phải đạo. Có hơn, có thua là có luật nhân quả nó chi phối, không phải là đạo. Như vậy thì cái nghĩa thứ ba của chữ đạo đó, đạo có nghĩa là bình đẳng đó. Đó là một cái quy luật tự nhiên của trời đất, không có hơn, không có thua. Hơn thua với nhau tức là có tranh đua, có hơn thua với nhau là đã lạc đạo rồi, không có phải đạo nữa. Thì cái nghĩa chữ đạo thứ ba của chữ đạo đó là bản thể tuyệt đối nó là gì? Hãy có hơn có thua là không được. Có hơn có thua có nghĩa là đã có bị chi phối, luật nhân quả nó chi phối, không có phải là đạo. Cho nên nếu quý vị nghe này ha, quý vị nghe, mình đừng có tưởng đâu là mình là tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi là người có đạo. Quý vị đừng có tưởng là mình nói là mình là người có đạo, mình đừng có tưởng mình là ngon. Ha? Tại sao vậy? Tại vì đó là mình đi không trúng cái đạo rồi. Mình đi không trúng cái đạo rồi, bây giờ thầy mới ra đời dạy cho mình phải đi như vậy nè mới trúng cái đạo. Ha? Chứ mình đừng có tưởng mình nói là tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của quý vị là tưởng đâu mình là ngon, không phải. Mình đã lạc đạo rồi đó, mình đã đi trật đạo rồi đó, cho nên ông thầy mới ra đời dạy cho mình đi đúng cái đạo. Thì cái đạo, cái nghĩa của nó là gì đúng không? Đạo là bản thể tuyệt đối, đó là chữ đạo. Bây giờ xin hỏi quý vị, người ta nói là chữ đạo có bốn nghĩa, đúng không? Đúng không quý vị? Chữ đạo có bốn nghĩa, đúng không? Có ba nghĩa thôi. Đạo đó là con đường, thấy không? Đạo là bổn phận và đạo là bản thể tuyệt đối, đạo là sự bình đẳng, ha? Thì đó là ba nghĩa của chữ đạo. Rồi bây giờ tới chữ Phật. Bây giờ mình đang nghiên cứu về đạo Phật mà, phải không? Nghiên cứu cái từ ngữ về đạo Phật như vậy thì chữ đạo nó có ba nghĩa vậy rồi. Bây giờ tới chữ Phật. Phật là cái gì? Phật là gì? Bây giờ ta hỏi quý vị, ông Phật là cái ông gì? Ha? Hỏi ông Phật là cái ông đó ra làm sao? Ha? Thì quý vị trả lời sao đây? Ông Phật là cái ông gì? Người ta thường hay nói là Phật là một bậc toàn giác, phải không? Phải không quý vị? Phật là một bậc toàn giác. Toàn giác có nghĩa là gì? Toàn giác có nghĩa là cái gì ông cũng biết trúng hết. Ông biết trúng chứ không phải là biết hết. Biết trúng tất cả là gọi đó là Phật. Ông không có biết trật cái gì hết đó thì mới gọi là Phật. Còn mình nữa ha quý vị, 10 chuyện là mình biết trật hết 9 chuyện rồi. Mình biết trật hết 9 chuyện rồi. Chỉ có một vài chuyện nhỏ nhỏ mình mới biết trúng thôi. Cho nên mình là chúng sanh, mình không có phải là Phật. Như vậy là Phật là gì? Phật là một bậc giác ngộ, có được một cái sự thấy biết toàn diện, biết hết tất cả mọi thứ, biết đúng hết tất cả mọi thứ, mọi cái điều gì đó mà cơ quyền của trời đất, của vũ trụ, của vạn vật, Đức Phật đều biết hết. Đức Phật biết rõ quá khứ, biết Đức Phật biết rõ hiện tại và Đức Phật biết rõ hàng ngàn năm về sau nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thì cái ông vậy mới gọi là ông Phật. Thế còn cái mình ấy, là tới chiều nay mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Mình làm sao mình biết được? Cho nên cái kiến thức của mình so với Phật là không có nghĩa lý gì hết đó quý vị. Phật là gì đó? Cái quý vị nói là nghe nói vậy tôi ham thành Phật quá, bây giờ muốn làm sao để mà thành Phật? Không phải chuyện dễ, phải không? Muốn thành Phật thì cũng phải trải qua một cái quá trình nghe lời Phật dạy, rồi hiểu rõ cái lời Phật dạy, rồi thực hành y theo lời Phật dạy và tu tập cái công đức mà cái công hạnh tu hành của mình đó, công phu hành đạo của mình đó phải đạt đến một cái điều kiện, đó là phải tâm thanh tịnh nó mới có được cái trí tuệ giống như Phật. Ông Phật là một bậc toàn giác đó, quý vị thấy ở trong những cái bài pháp luận mà Đức Thầy đã viết tại Bạc Liêu đó, có cái bài Phật là gì đó. Phật là gì? Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả. Cái câu đó có nghĩa là gì quý vị? Chữ giả đây không có nghĩa là giả thiệt, mà chữ giả đây có nghĩa là người. Chữ giả là người.
người ta nói là tác giả là cái người viết ra quyển sách, phải không? Như vậy thì cái người Phật giả có nghĩa là người Phật. Người Phật là cái người gì vậy? Người Phật là gì? Hay nói khác hơn là ông Phật là cái ông gì? Thì Đức Thầy mới trả lời ông Phật là ông giác, Phật giả là giác giả, tức là ông giác. Mà ta hỏi là ông giác là cái ông ra làm sao? Giác đó nghe quý vị, giác là gì? Là hiểu biết trúng đó nghe, chứ không phải là giác là GV, không phải là giác đồ của ta. Là giác đó là hiểu biết đúng, ông Phật là cái ông giác. Người ta hỏi ông giác là cái ông gì? Thì Đức Thầy mới trả lời là Phật giả là giác giả, rồi giác giả là tỉnh giả. Phải không? Như vậy là cái ông giác đó là cái ông tỉnh. Rồi quý vị hỏi ông tỉnh là cái ông gì? Cái ông tỉnh là ông biết trúng, ông không biết trật. Như vậy đó mới gọi là cái ông tỉnh, phải không? Như vậy là ông Phật là cái ông mà biết đúng hết tất cả mọi thứ, biết rõ từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Mấy ông biết hết tất cả cái cơ quyền của trời đất, của vũ trụ, của vạn vật. Cái gì Phật cũng biết được hết. Trong khi chúng sanh mình đó là mình không có một gốc nào so với cái sự hiểu biết của Đức Phật. Cho nên mình mới muốn thành Phật đó, thì mình phải ráng mà học hiểu, nghiên cứu và thực hành theo lời của Phật dạy, của Thầy dạy, để mình công phu mình hành đạo để được thành Phật. Như vậy là Phật là gì? Thầy xin nghe nè quý vị, nghe cho kỹ nha. Phật là gì? Phật là một bậc giác ngộ, có được một cái trí tuệ toàn giác. Người ta hỏi quý vị Phật là gì, quý vị nói vậy thôi. Phật là một bậc giác ngộ, có được một cái trí tuệ toàn giác. Cái gì Phật cũng biết đúng hết. Đức Phật có thể biết được hàng ngàn kiếp về trước của mình như thế nào. Đức Phật có thể biết được cái sự suy nghĩ của người khác muốn nghĩ cái gì nữa. Tức là có được một cái trí tuệ nó siêu việt vậy đó là Phật. Mà muốn thành Phật là không phải chuyện dễ. Muốn thành Phật là phải tỉnh. Mà muốn tỉnh thì phải trải qua cái quá trình mà nghe lời Phật dạy, học theo lời Phật dạy, rồi tu tập theo cái hạnh của Phật. Rồi là tâm nó đạt đến cái chỗ thanh tịnh thì mới phát khai được cái trí tuệ toàn giác giống như Phật vậy đó, chứ không phải là cái chuyện dễ. Không phải dễ đâu. Không phải là học hai bữa mà thành ông Phật được. Cho nên rất là khó. Nói vậy không có nghĩa là không có thành Phật được. Mà mình ráng cố gắng mình học đi, mình học rồi mình hiểu đi, rồi mình công phu mình thực hành theo đi, nhất định mình sẽ thành Phật giống như Phật. Không bao giờ mà không thành đạt được hết. Đó là chữ Phật. Thì bây giờ ta ráp là hai chữ, chữ đạo và chữ Phật rồi ha. Và nó giải nghĩa cho quý vị nghe rồi, chữ đạo chữ Phật. Rồi bây giờ ta ráp lại hai chữ, ta hỏi đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Thì như vậy thì quý vị có thể trả lời được ha, đạo Phật là gì? Chữ đạo nó có ba nghĩa, nhưng mà chữ đạo trong cái từ ngữ đạo Phật này đó là con đường. Con đường đạo Phật là con đường ngay thẳng, con đường chân chính mà Đức Phật đã trải qua cái quá trình tu tập rồi. Đức Phật đã công phu hành đạo rồi, tu tập rồi, Đức Phật bây giờ thành Phật rồi, là giải lại cho mình. Giải lại cho mình, giải lại những cái điều mà Phật đã trải qua rồi đó. Phật giải lại cho mình để mà mình tu tập. Mình dựa vô đó mình tu tập để mình có được một cái trí tuệ toàn giác giống như Phật vậy. Thì gọi đó là đạo Phật. Gọi đó là đạo Phật. Như vậy thì quý vị có thể hiểu được đạo Phật là gì rồi ha. Đạo Phật là gì? Thì quý vị hãy trả lời đạo Phật đó là con đường ngay thẳng chân chính. Là lời của Phật dạy mà Đức Phật đã trải qua cái quá trình công phu hành đạo rồi, tu tập thiền định rồi. Bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình muốn thành Phật, mình đi theo con đường đó. Thì cái đó người ta gọi đó là đạo Phật. Rồi cái ta hỏi quý vị, người ta hỏi quý vị là ông Phật ông dạy cái gì vậy? Ông dạy, ông Phật ông dạy như thế nào? Hai ngày càng đi sâu sâu vô quý vị. Hay nói khác hơn là cái nội dung của ông Phật dạy là những cái gì? Hay là nói cho nó dễ hiểu hơn, đó là giáo lý của đạo Phật, lời của Phật dạy gồm những gì? Hay lời của Phật dạy gồm những gì? Quý vị biết là giáo lý của đạo Phật hay là lời của Phật dạy gồm có gì quý vị? Giáo lý của đạo Phật thì gồm có tứ thư ngũ kinh, đúng không? Đúng không quý vị? Giáo lý của đạo Phật gồm có tứ thư ngũ kinh, đúng không? Đúng không? Không biết phải không? Thì giáo lý của đạo Phật là gồm những kinh điển mà Phật dạy lại cho mình. Người ta gọi là tam tạng kinh điển, chứ không phải tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh là giáo lý của Khổng giáo, của Khổng Tử, phải không? Bây giờ giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Thì quý vị hãy trả lời là giáo lý của đạo Phật gồm có tam tạng kinh điển. Đang. Rồi bây giờ quý vị, người ta hỏi quý vị tam tạng kinh điển là cái gì? Kinh là cái gì? Tam tạng kinh điển nó là cái gì? Thì quý vị trả lời với người ta tam tạng kinh điển là kinh, luật và luận. Tức là ba tạng kinh, ba tạng kinh trong đó nó có kinh, luật và luận. Nó gồm có ba phần kinh, luật và luận. Cái người ta hỏi riết riết vô, ta hỏi kinh là gì vậy? Rồi luật là gì vậy? Ta hỏi rồi luận là cái gì vậy? Thì cái này là những cái kiến thức phổ thông mà nhất định là chúng ta học qua cái lớp này chúng ta cần phải biết. Kinh là gì?
cái quý vị nói là kinh của Phật thì không sai, phải không? Nhưng mà ta hỏi kinh là gì thì quý vị có thể trả lời cho người ta một cách cụ thể rõ ràng. Kinh là lời của Phật dạy, từ cái miệng của Đức Phật nói ra, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, và sau này người ta viết lại thành chữ, người ta đúc kết lại thành những cái tập, những cái quyển, người ta gọi đó là kinh, ha? Ta gọi đó là kinh. Như vậy thì kinh là gì? Bây giờ trả lời chút nha. Là giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Thì quý vị trả lời giáo lý của đạo Phật là Tam Tạng kinh điển. Người ta hỏi kinh là gì? Thì quý vị trả lời kinh đó là lời của Phật dạy. Hồi xưa Đức Phật đã dạy rồi, sau này người ta viết thành chữ, thành những cái cuốn sách như vậy nè, ta gọi đó là kinh. Ví dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn, thì đó là kinh Phật đó. Hay là kinh Kim Cang chẳng hạn, thì đó là kinh Phật, phải không? Vì vậy thì kinh là lời của Phật dạy, từ kim khẩu của Phật thuyết ra, sau này người ta viết lại thành từng bộ, ha, ta viết lại thành từng phần, từng bộ, nó thuộc về cái lĩnh vực chuyên môn, ta gọi đó là kinh. Rồi bây giờ là giáo lý của đạo Phật gần có kinh rồi, tới gì nữa? Tới gì nữa quý vị? Mới nói thất thì đây mà giáo lý của đạo Phật gồm Tam Tạng kinh điển, gồm có kinh rồi gì đó. Luật, kinh là luật, phải không? Luật, kinh luật và luận, phải không? Kinh luật và luận. Bây giờ luật là cái gì? Người ta hỏi cái gì? Luật là cái gì? Luật là gì? Luật là giới luật. Bà già má không biết kìa. Luật là giới luật. Người ta hỏi giới luật là cái gì vậy? Không phải mười điều ác không? Giới luật có nghĩa là gì? Là những cái điều mà Đức Phật cấm. Đức Phật cấm, Đức Phật không cho mình làm. Rồi quý vị đặt câu hỏi tại sao mà ông Phật cấm mình? Tại vì Đức Phật biết rằng nếu mà mình phạm luật là mình sẽ bị tội, bị oan oan tương báo, bị trói buộc ở trong sanh tử luân hồi, khó tu hành giải thoát, cho nên Đức Phật cấm. Ví dụ như là Đức Phật cấm sát sanh. Quý vị biết sát sanh tức là sát giết sinh mạng của con người và động vật đó ha. Và con vật đó ha, là nó bị oan oan tương báo đó. Khó tu thành Phật lắm. Cái người mà tu muốn thành Phật đó, là phải có cái công hạnh tu hành, cho nên nó phải tránh sát sanh, rồi không ăn trộm cắp người ta. Đi ăn trộm cắp người ta thì sao quý vị? Bị quả báo đó, cho nên khó có thể nào tu hành đắc đạo. Thí dụ như vậy, thí dụ như là luật chẳng hạn, Phật cấm là không cho nó dốc, nó dốc tức là gạt người ta, phải không? Tức là 10 điều ác đó, tức là Phật cấm không cho làm những điều đó. Vì vậy luật là gì? Luật là gì? Luật là giới luật. Giới luật là gì? Giới luật là những cái điều mà Đức Phật đặt ra cấm không cho tín đồ, không cho đệ tử làm theo. Bởi vì làm theo là bị cái tội đó, bị cái tội đó, bị cái oan oan tương báo đó, khó tu hành giải thoát lắm, cho nên gọi đó là luật, gọi đó là luật. Trong giáo lý nhà Phật ta gọi là luật tạng, luật tạng. Thì quý vị biết hồi xưa đó, cái thời Đức Phật đó, nó cũng có hai hạng tu. Một là xuất gia. Xuất gia thì nam xuất gia thì gọi là tỳ kheo, người ta gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo thì quý vị biết cái luật của đạo Phật đó, tỳ kheo là phải giữ tới 250 giới luôn. Nhiều quá không quý vị? Tỳ kheo đó, tức là nam xuất gia đó, những cái người mà đã xuất gia theo Phật rồi đó, không còn lìa khỏi gia đình rồi đó, quyết lòng tu hành thành Phật, có giữ tới 250 giới. Và nữ xuất gia người ta gọi là tỳ kheo ni, người ta gọi là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni tức là nữ xuất gia đó. Quý vị biết nữ xuất gia là giữ bao nhiêu giới không? Ở trong đạo Phật đó, những cái người mà xuất gia nữ đó là giữ nhiều giới quý vị? Giữ tới 348 giới luôn. Giữ giới nhiều hơn là nam xuất gia nữa. Nữ không chừng là phạm tội nhiều hơn, cho nên Phật nó cấm nhiều hơn. Nữ là giữ tới 348 giới, trong khi nam xuất gia là chỉ giữ có 250 giới. Còn cái hạng tại gia đó, tại gia trong cái thời Đức Phật đó, trong kinh điển người ta gọi là U Bà Tắc, U Bà Di đó, tức là tại gia cư sĩ đó, cũng giống như mình giờ đó. Thì quý vị biết là tại gia đó, Đức Phật dạy là cái hạng tại gia là giữ nhiều giới không? Giữ nhiều giới quý vị? Giữ nhiều giới? Ngũ giới, giữ ngũ giới cấm, phải không? Ngũ giới cấm. Ngũ giới cấm của nhà Phật, ngũ giới cấm là gì? Ngũ giới cấm là không có sát sanh nè. Cái người mà xuất gia theo đạo Phật là nhất định là không có sát sanh, không có ăn trộm ăn cắp người ta nè, không có tà dâm nè, không có uống rượu nè, và đặc biệt là không có nói dối. Đó là năm cái điều giới cấm của đạo Phật mà đối với hạng tại gia. Đức trong kinh điển của nhà Phật đó, cái người nào mà giữ được ngũ giới cấm đó đó ha quý vị, giữ được ngũ giới cấm đó đó ha, thì kiếp sau sẽ không mất thân người. Tức là khi mà mình chết đi rồi đó, cái linh hồn mình sẽ không bị đọa lạc xuống ba đường ác mà đã trái lại được đầu thai trở lại làm người, hoặc là sinh lên cõi trời, giữ được ngũ giới cấm đó.
tức là kiếp sau mình không mất thân người. Nhớ nha quý vị, ngũ giới cấm nó cũng quan trọng lắm. Ngũ giới cấm đó là không sát sanh, là không đạo tặc, không tà dâm, không uống rượu và không nói dối. Đó là năm điều giới cấm của đạo Phật. Nãy giờ nghe nhiều quá cái quên đó quý vị, nhắc lại nha. Giáo lý của đạo Phật thì gồm có gì? Giáo lý của đạo Phật gồm có những gì? Thì quý vị trả lời là giáo lý của đạo Phật gồm có kinh, luật và luận, tức là tam tạng kinh điển. Kinh là gì? Kinh là lời của Phật dạy, sau này thì viết lại thành những cuốn sách, ta gọi là kinh. Còn luật là gì? Luật là giới, luật là những cái điều Đức Phật cấm không cho thực hành. Thực hành là bị khổ ha, tu hành không đắc đạo, bị quan quan tương báo, nó bị cái nghiệp lực nó làm cho khổ, tu hành không đắc đạo, cho nên Phật cấm. Thì giới luật của Phật thì nam xuất gia là 250 giới, nữ xuất gia 348 giới, và tại gia cư sĩ đó, nam nữ tại gia cư sĩ đó, u bà tắc u bà di đó là giữ ngũ giới cấm. Đó là luật. Rồi bây giờ tới luận. Luận là gì? Kinh luật rồi tới luận. Luận là gì? Từ ngày từ khó khó hoài hả quý vị? Từ ngày từ khó mà kệ đó đi, ráng chịu khó chút xíu đó ha, là nạp vô vậy thấy vậy cho mình có kiến thức mình biết. Chứ để thôi ta nói mình không có biết gì á. Luận là gì? Luận không phải là lời của Phật dạy. Chúng ta nên nhớ luận không phải là lời của Phật dạy, mà luận là lời của chư sư chư tổ. Lời của chư sư chư tổ có nghĩa là gì? Là lời của các vị đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật sau này nó luận giải cho nó rõ ràng cái nghĩa lý của kinh và luật để cho người ta hiểu. Thì cái đó gọi là luận. Gọi đó là luận. Nhớ nha, những cái luận có nghĩa là lời của các vị đệ tử của Phật, chư sư chư tổ đó luận giải cho rõ ràng nghĩa lý của kinh điển nhà Phật, người ta gọi đó là luận. Thí dụ như Đức Phật dạy câu này khó quá. Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, nhưng mộng nguyễn bào ảnh như lộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị trong ban tổ chức lớp học, kính thưa các vị giám thị, thưa quý đồng đạo học viên, thưa quý vị, chúng tôi rất là vinh dự được ban phổ truyền giáo lý của ban trị sự trung ương là phân công đến đây để mà chia sẻ với quý đồng đạo một cái chuyên đề ở trong cái lớp bồi dưỡng giáo lý này. Đáng lẽ thì theo như tài liệu quý vị á, thì quý vị sẽ được nghe cái chuyên đề thứ nhất là về chữ tu, rồi mới đến cái chuyên đề thứ hai là lược sử về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà do cái nhu cầu chúng tôi cũng có công việc, thành ra xin với ban tổ chức cho xin được chia sẻ với quý vị cái chủ đề này trước. Cái chủ đề mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đó là lược sử Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Lược sử có nghĩa là sơ lược về lịch sử, tức là mình chỉ nói cách tổng quát thôi quý vị. Sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tức là mình không có quá chi tiết. Thì mỗi tín đồ chúng ta đều biết rằng mình là đạo Phật giáo Hòa Hảo, mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, và mình đã quy y với Đức Thầy, cho nên Đức Thầy là thầy của mình, Đức Thầy là giáo chủ của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà có đọc và phân tích ở trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý thì quý vị sẽ thấy được rằng Đức Thầy luôn luôn tự cho mình là đệ tử trung thành của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Tôi không quên, tôi là đệ tử trung thành của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên những cái lời của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã thuyết giáo đó, thì hôm nay được Đức Thầy dạy lại cho mình. Cho nên nếu cái này là nếu quý vị, nếu mà chúng ta quy theo Thầy, chúng ta gọi Đức Thầy là cha, thì chúng ta cũng phải gọi Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tới bằng ông nội. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là thầy của Đức Thầy mình, cho nên là cha của cha mình phải gọi bằng ông nội. Cho nên mình có cái bổn phận đối với thầy, đối với đạo, thì mình cũng phải có cái trách nhiệm đối với đạo của Phật một cách tổng quát như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái chủ đề
nói về lịch sử của Đức, sơ lược hay là lược sử đó, tức là sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thì nội dung của chuyên đề hôm nay thì quý vị sẽ được nghe gồm có 3 phần, Phần thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Phần thứ hai là lược sử của Đức Phật từ khi Đức Phật giáng sinh, tức là mới sinh ra, cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật từ biệt cái cõi đời này. Thì trong cái nội dung chính đó nó gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là lịch sử của Đức Phật từ khi Đức Phật giáng sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo, tức là trải qua cái quá trình từ hồi nhỏ mới sinh ra như thế nào, rồi lớn lên, rồi ra làm sao, rồi đi tu như thế nào, cho đến khi tu thành đạo như thế nào. Và cái phần thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là lịch sử của Đức Phật từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật từ bỏ cuộc đời này. Và cái phần thứ ba của cái bài học hôm nay, là cái chuyên đề hôm nay, đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, những cái điểm đáng nhớ ở trong cái cuộc đời của Đức Phật, trong cái cuộc đời của Đức Phật. Bây giờ để Đức bắt đầu đi vào cái nội dung của chương trình, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị phần thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Có bao giờ đó quý vị người ta hỏi quý vị đạo Phật là đạo gì? Quý vị, ta hỏi quý vị như vậy đó, ta hỏi quý vị đạo Phật là đạo gì? Mà tôi thấy người ta theo đạo Phật nhiều quá. Trên thế giới hiện nay, quý vị biết là trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 1 tỷ người, người ta ước tính là khoảng 1,2 tỷ người đang nghiên cứu, học tập và thực hành theo giáo lý của Phật dạy. Nên người ta hỏi quý vị đạo Phật là gì? Thì đôi khi người ta hỏi vậy đó, cái mình không có nghiên cứu, mình không có học hiểu đó, quý vị không có biết đạo Phật là gì hết. Thì bây giờ quý vị hãy nghe đi ha, quý vị nghe này đi thì quý vị sẽ biết, rồi quý vị sẽ trả lời với người ta đạo Phật là gì. Thưa quý vị, chữ đạo Phật có chữ đạo nó có chữ đạo Phật thì nó có 2 từ, phải không? Đạo và Phật, đúng không? Đạo và Phật. Như vậy thì đạo là cái gì, rồi Phật là gì ha, rồi đạo Phật là gì? Đây là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần nên biết. Thì chữ đạo trong giáo lý của trong từ điển của nhà Phật đó, thì chữ đạo nó có 3 nghĩa. Chữ đạo có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chữ đạo đó là con đường. Đạo là con đường nha quý vị. Người ta nói là thiên đạo, tức là con đường đi về cõi trời. Phật đạo là con đường đi về cõi Phật. Nhân đạo là con đường trở lại cõi người. Và địa ngục đạo là con đường đi xuống cảnh giới địa ngục. Vậy thì chữ đạo đó là con đường. Cái nghĩa thứ nhất của chữ đạo đó là con đường. Quý vị nghe đây, nghe một chút xíu rồi quý vị, tôi nói lại rồi tôi hỏi quý vị, cái quý vị nghe tôi nói thử coi nói trúng không hay nói trật. Bây giờ tôi đang nói trúng này hen. Thôi nhiều khi tôi nói trật tới quý vị, tôi hỏi quý vị có nói trúng không đó, quý vị phải biết nha. Chữ đạo có 3 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất chữ đạo đó là con đường ha. Là đạo là con đường, cho nên Đức Thầy mới dạy là đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Câu đó có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là đạo là cái con đường mà Đức Thầy ra sức, Đức Thầy chỉ dạy cho mình à, con đường này đi về cõi Phật nè, muốn về cõi Phật thì phải làm cái gì. Đây là con đường đi về á, là cõi cực lạc nè. Bây giờ muốn đi về cõi cực lạc thì phải làm sao? Muốn đi về cõi trời thì phải làm cái gì đó. Muốn trở lại làm người, không có mất thân người thì phải làm sao? Mà muốn bị đọa xuống 3 đường ác, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục đó, thì mình phạm tội gì? Thì đạo đó là con đường, đạo là giống thiệt cái đàn, đó là nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai của chữ đạo đó là bổn phận. Đạo là bổn phận. Ví dụ như ta, quý vị có nghe ta nói là đạo cha con chẳng hạn. Đạo cha con có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bổn phận của ông cha đối với con và cái trách nhiệm của con đối với cha. Thì cái đó là bổn phận. Hay là đạo chồng vợ, tức là cái bổn phận của vợ đối với chồng và cái trách nhiệm của chồng đối với vợ. Hay là đạo tâu chúa chẳng hạn, là vua đối với tôi đối với vua. Rồi đạo bè bạn chẳng hạn, thì bạn bè đối xử với nhau như thế nào. Hay đạo thầy trò chẳng hạn, thì thầy phải có trách nhiệm với trò như thế nào, trò phải có trách nhiệm với thầy như thế nào. Thì cái đó là đạo là bổn phận. Và điều này đạo là bổn phận được Đức Thầy dạy trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý rất nhiều quý vị. Đặc biệt là trong bài Không Buồn Ngủ đó,
Trong bài Không Buồn Ngủ đó, Đức Thầy dạy sao quý vị biết không? Đức Thầy dạy là đạo Tâu Chúa phải chặt gìn câu chung thủy. Có nghĩa là cái bổn phận của vua và tâu và vua là phải trước sau như một. Rồi đạo thầy trò phải khắc cốt với ghi xương, tức là đạo của ông thầy dạy cho mình, rồi mình có trách nhiệm với ông thầy phải ghi tận ở trong xương cốt đó. Tức là mình đã quy y với thầy rồi là mình phải có trách nhiệm với đạo đó, với thầy đó, là phải luôn luôn theo thầy đến suốt cuộc đời luôn. Đạo thầy trò phải khắc cốt với ghi xương. Rồi đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường. Chữ miên trường có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải dài dài hoài, năm này qua tháng kia phải vậy hoài. Đạo chồng vợ thì phải thuận hòa cho đến thác. Đạo bè bạn thì bất thân nhân với ngã. Đó là lời của Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta chữ đạo. Cái nghĩa thứ hai của chữ đạo đó là bổn phận, tức là cái trách nhiệm đối xử với nhau, trách nhiệm. Rồi chữ đạo nó còn có một cái nghĩa rất là quan, rất là khó quý vị, rất là khó. Người ta nói là đạo là bản thể tuyệt đối. Bản thể tuyệt đối, bản thể tuyệt đối có nghĩa là cái gì? Đạo là bản thể tuyệt đối mà ta thường hay nói gì đó, mà quý vị hỏi ta bản thể tuyệt đối là cái gì ha, thì rất là khó có thể nào mà lý giải được hết. Và bây giờ quý vị á, là có thể hiểu bản thể tuyệt đối nó gì nè. Đạo là nó không là cái gì hết, đạo không phải là cái gì hết, nhưng mà nó không có hơn không có thua, không hơn không thua là đạo đó, mà hễ có hơn có thua là không phải đạo. Có hơn có thua là có luật nhân quả nó chi phối, không phải là đạo. Như vậy thì cái nghĩa thứ ba của chữ đạo á, đạo có nghĩa là bình đẳng đó. Đó là một cái quy luật tự nhiên của trời đất, không có hơn không có thua. Hơn thua với nhau tức là có tranh đua, có hơn thua với nhau là đã lạc đạo rồi, không có phải đạo nữa. Thì cái nghĩa cái chữ đạo thứ ba của chữ đạo đó là bản thể tuyệt đối nó là gì? Hãy có hơn có thua là không được. Có hơn có thua có nghĩa là đã có bị chi phối, luật nhân quả nó chi phối, không có phải là đạo. Cho nên nó quý vị nghe này ha, quý vị nghe, mình đừng có tưởng đâu là mình là tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi là người có đạo. Quý vị đừng có tưởng là mình nói là mình là người có đạo, mình đừng có tưởng mình là ngon ha. Tại sao vậy? Tại vì đó là mình đi không trúng cái đạo rồi, mình đi không trúng cái đạo rồi, bây giờ thầy mới ra đời dạy cho mình phải đi như vậy nè mới trúng cái đạo ha. Chứ mình đừng có tưởng mình nói là tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của quý vị là tưởng đâu mình là ngon, không phải. Mình đã lạc đạo rồi đó, mình đã đi trật đạo rồi đó, cho nên ông thầy mới ra đời dạy cho mình đi đúng cái đạo. Thì cái đạo, cái nghĩa của nó là gì đúng không? Đạo là bản thể tuyệt đối, đó là chữ đạo. Bây giờ xin hỏi quý vị, người ta nói là chữ đạo có bốn nghĩa, đúng không? Đúng không quý vị? Chữ đạo có bốn nghĩa, đúng không? Có ba nghĩa thôi. Đạo đó là con đường, thấy không? Đạo là bổn phận và đạo là bản thể tuyệt đối, đạo là sự bình đẳng ha. Thì đó là ba nghĩa của chữ đạo. Rồi bây giờ tới chữ Phật. Bây giờ mình đang nghiên cứu về đạo Phật mà, phải không? Nghiên cứu cái từ ngữ về đạo Phật như vậy thì chữ đạo nó có ba nghĩa vậy rồi. Bây giờ tới chữ Phật. Phật là cái gì? Phật là gì? Bây giờ ta hỏi cái gì? Ông Phật là cái ông gì ha? Hỏi ông Phật là cái ông đó ra làm sao ha? Thì quý vị trả lời sao đây? Ông Phật là cái ông gì? Người ta thường hay nói là Phật là một bậc toàn giác, phải không? Phải không quý vị? Phật là một bậc toàn giác. Toàn giác có nghĩa là gì? Toàn giác có nghĩa là cái gì ông cũng biết trúng hết. Ông biết trúng chứ không phải là biết hết. Biết trúng tất cả là gọi đó là Phật. Ông không có biết trật cái gì hết đó thì mới gọi là Phật. Còn mình nữa ha quý vị, 10 chuyện là mình biết trật hết 9 chuyện rồi. Chỉ có một vài chuyện nhỏ nhỏ mình mới biết trúng thôi. Cho nên mình là chúng sanh, mình không có phải là Phật. Như vậy là Phật là gì? Phật là một bậc giác ngộ, có được một cái sự thấy biết toàn diện, biết hết tất cả mọi thứ, biết đúng hết tất cả mọi thứ, mọi cái điều gì đó mà cơ quyền của trời đất, của vũ trụ, của vạn vật, Đức Phật đều biết hết. Đức Phật biết rõ quá khứ, Đức Phật biết rõ hiện tại, và Đức Phật biết rõ hàng ngàn năm về sau nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thì cái ông vậy mới gọi là ông Phật. Thế còn cái mình ấy, là tới chiều nay mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra nữa, mình làm sao mình biết được? Cho nên cái kiến thức của mình so với Phật là không có nghĩa lý gì hết đó quý vị. Phật là gì đó? Cái quý vị nói là nghe nói vậy tôi ham thành Phật quá, bây giờ muốn làm sao để mà thành Phật? Không phải chuyện dễ, phải không? Muốn thành Phật thì cũng phải trải qua một cái quá trình nghe lời Phật dạy, rồi hiểu rõ cái lời Phật dạy, rồi thực hành y theo lời Phật dạy, và tu tập á, tu tập cái công đức mà cái
cái công hạnh tu hành của mình đó, công phu hành đạo của mình đó phải phải đạt đến cái một cái điều kiện, đó là phải tâm thanh tịnh nó mới có được cái trí tuệ giống như Phật. Ông Phật là một bậc toàn giác đó, quý vị thấy ở trong những cái bài pháp luận mà Đức Thầy đã viết tại Bạc Liêu đó, có cái bài Phật là gì đó, Phật là gì? Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Cái câu đó có nghĩa là gì quý vị? Chữ giả đây không có nghĩa là giả thiệt, mà chữ giả đây có nghĩa là người, chữ giả là người. Người ta nói là tác giả là cái người viết ra quyển sách, phải không? Như vậy thì cái người Phật giả có nghĩa là người Phật. Người Phật là cái người gì vậy? Người Phật là gì? Hay nói khác hơn là ông Phật là cái ông gì? Thì Đức Thầy mới trả lời ông Phật là ông giác. Phật giả là giác giả, tức là ông giác. Mà ta hỏi là ông giác là cái ông ra làm sao? Ha? Giác đó nghe quý vị, giác là gì? Là hiểu biết trúng đó nghe, chứ không phải là giác là GV, không phải là giác đồ của ta. Là giác đó là hiểu biết đúng. Ông Phật là cái ông giác. Người ta hỏi ông giác là cái ông gì? Thì Đức Thầy mới trả lời là Phật giả là giác, giả là giác, giả là tỉnh giả. Phải không? Như vậy là cái ông giác đó là cái ông tỉnh. Rồi quý vị hỏi ông tỉnh là cái ông gì? Cái ông tỉnh là ông biết trúng, ông không biết trật. Như vậy đó mới gọi là cái ông tỉnh, phải không? Như vậy là ông Phật là cái ông mà biết đúng hết tất cả mọi thứ, biết rõ từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Mấy ông biết hết tất cả cái cơ quyền của trời đất, của vũ trụ, của vạn vật, cái gì Phật cũng biết được hết. Trong khi chúng sanh mình đó là mình không có một gốc nào so với cái sự hiểu biết của Đức Phật. Cho nên mình mới muốn thành Phật đó, thì mình phải ráng mà học hiểu, nghiên cứu và thực hành theo lời của Phật dạy, của Thầy dạy, để mình công phu mình hành đạo để được thành Phật. Như vậy là Phật là gì? Thầy xin nghe nè quý vị, nghe cho kỹ nha. Phật là gì? Phật là một bậc giác ngộ, có được một cái trí tuệ toàn giác. Người ta hỏi quý vị Phật là gì, quý vị nói vậy thôi. Phật là một bậc giác ngộ, có được một cái trí tuệ toàn giác. Cái gì Phật cũng biết đúng hết. Đức Phật có thể biết được hàng ngàn kiếp về trước của mình như thế nào. Đức Phật có thể biết được cái sự suy nghĩ của người khác muốn nghĩ cái gì nữa. Tức là có được một cái trí tuệ nó siêu việt vậy đó là Phật. Mà muốn thành Phật là không phải chuyện dễ. Muốn thành Phật là phải tỉnh. Mà muốn tỉnh thì phải trải qua cái quá trình mà nghe lời Phật dạy, học theo lời Phật dạy, rồi tu tập theo cái hạnh của Phật. Rồi là tâm nó đạt đến cái chỗ thanh tịnh thì mới phát khai được cái trí tuệ toàn giác giống như Phật vậy đó, chứ không phải là cái chuyện dễ. Không phải dễ đâu, không phải là học hai bữa mà thành đông Phật được. Cho nên rất là khó. Nói vậy không có nghĩa là không có thành Phật được. Mà mình ráng cố gắng mình học đi, mình học rồi mình hiểu đi, rồi mình công phu mình thực hành theo đi, nhất định mình sẽ thành Phật giống như Phật. Không bao giờ mà không thành đạt được hết. Đó là chữ Phật. Thì bây giờ ta ráp là hai chữ, chữ đạo và chữ Phật rồi ha. Và nó giải nghĩa cho quý vị nghe rồi, chữ đạo và chữ Phật. Rồi bây giờ ta ráp lại hai chữ, ta hỏi đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Thì như vậy thì quý vị có thể trả lời được ha, đạo Phật là gì? Chữ đạo nó có ba nghĩa, nhưng mà chữ đạo trong cái từ ngữ đạo Phật này đó là con đường. Con đường đạo Phật là con đường ngay thẳng, con đường chân chính mà Đức Phật đã trải qua cái quá trình tu tập rồi. Đức Phật đã công phu hành đạo rồi, tu tập rồi, Đức Phật bây giờ thành Phật rồi, là dạy lại cho mình. Dạy lại cho mình, dạy lại những cái điều mà Phật đã trải qua rồi đó. Phật dạy lại cho mình để mà mình tu tập. Mình dựa vô đó đó, mình tu tập để mình có được một cái trí tuệ toàn giác giống như Phật vậy. Thì gọi đó là đạo Phật. Gọi đó là đạo Phật. Như vậy thì quý vị có thể hiểu được đạo Phật là gì rồi ha. Đạo Phật là gì? Thì quý vị hãy trả lời đạo Phật đó là con đường ngay thẳng chân chính, là lời của Phật dạy mà Đức Phật đã trải qua cái quá trình công phu hành đạo rồi, tu tập thiền định rồi. Bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình muốn thành Phật, mình đi theo con đường đó. Thì cái đó người ta gọi đó là đạo Phật. Rồi cái ta hỏi quý vị, người ta hỏi quý vị là ông Phật ông dạy cái gì vậy? Ông dạy, ông Phật ông dạy như thế nào? Hay ngày càng đi sâu sâu vô quý vị. Hay nói khác hơn là cái nội dung của ông Phật dạy là những cái gì? Hay là nói cho nó dễ hiểu hơn, đó là giáo lý của đạo Phật, lời của Phật dạy gồm những gì? Hay lời của Phật dạy gồm những gì? Quý vị biết là giáo lý của đạo Phật hay là lời của Phật dạy gồm có gì quý vị? Giáo lý của đạo Phật thì gồm có tứ thư ngũ kinh, đúng không? Đúng không quý vị? Giáo lý của đạo Phật gồm có tứ thư ngũ kinh, đúng không? Đúng không? Không biết phải không? Thì giáo lý của đạo Phật là gồm những kinh điển mà Phật dạy lại cho mình. Người ta gọi là tam tạng kinh điển, chứ không phải tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh là giáo lý của Khổng giáo, của Khổng Tử, phải không? Bây giờ giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Thì quý vị hãy trả lời là giáo lý của đạo Phật gồm có tam tạng kinh điển.
Nè. Rồi bây giờ quý vị, ta hỏi quý vị Tam Tạng Kinh Điển là cái gì? Kinh là cái gì? Tam Tạng Kinh Điển nó là cái gì? Thì quý vị trả lời với ta, Tam Tạng Kinh Điển là kinh, luật và luận. Tức là ba tạng kinh. Ba tạng kinh trong đó nó có kinh, luật và luận. Nó gồm có ba phần kinh, luật và luận. Cái người ta hỏi riết riết vô, ta hỏi kinh là cái gì vậy? Rồi luật là cái gì vậy? Ta hỏi rồi luận là cái gì vậy? Thì cái này là những cái kiến thức phổ thông mà nhất định là chúng ta học qua cái lớp này chúng ta cần phải biết. Kinh là gì? Cái quý vị nói là kinh của Phật thì không sai, phải không? Nhưng mà ta hỏi kinh là gì thì quý vị có thể trả lời cho người ta một cách cụ thể rõ ràng. Kinh là lời của Phật dạy, từ cái miệng của Đức Phật nói ra, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, và sau này người ta viết lại thành chữ, người ta đúc kết lại thành những cái tập, những cái quyển, người ta gọi đó là kinh, ha? Ta gọi đó là kinh. Như vậy thì kinh là gì? Bây giờ trả lời một chút nha. Là giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Thì quý vị trả lời giáo lý của đạo Phật là Tam Tạng Kinh Điển. Người ta hỏi kinh là gì? Thì quý vị trả lời kinh đó là lời của Phật dạy. Hồi xưa Đức Phật đã dạy rồi, sau này người ta viết thành chữ, thành những cái cuốn sách như vậy nè, ta gọi đó là kinh. Ví dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn thì đó là kinh Phật đó. Hay là kinh Kim Cang chẳng hạn thì đó là kinh Phật. Thấy không? Vì vậy thì kinh là lời của Phật dạy, từ kim khẩu của Phật thuyết ra. Sau này người ta viết lại thành từng bộ, ha, ta viết lại thành từng phần, từng bộ, nó thuộc về cái lĩnh vực chuyên môn, ta gọi đó là kinh. Rồi bây giờ là giáo lý của đạo Phật gần có kinh rồi, tới gì nữa? Cái gì nữa quý vị? Mới nói thật thì đây mà giáo lý của đạo Phật gồm Tam Tạng Kinh Điển, gồm có kinh rồi gì đó. Luật à, kinh là luật, phải không? Luật. Kinh luật và luận, phải không? Kinh luật và luận. Bây giờ luật là cái gì? Người ta hỏi cái gì? Luật là cái gì? Luật là gì? Luật là giới luật. Bà già má không biết kìa. Luật là giới luật. Người ta hỏi giới luật là cái gì vậy? Không phải mà điều ác không? Giới luật có nghĩa là gì? Là những cái điều mà Đức Phật cấm. Rồi Đức Phật cấm, Đức Phật không cho mình làm. Rồi quý vị đặt câu hỏi tại sao mà ông Phật cấm mình? Tại vì Đức Phật biết rằng nếu mà mình phạm luật là mình sẽ bị tội, bị oan oan tương báo, bị trói buộc ở trong sanh tử luân hồi, khó tu hành giải thoát, cho nên Đức Phật cấm. Ví dụ như là Đức Phật cấm sát sanh. Quý vị biết sát sanh nó tức là sát giết sinh mạng của con người và động vật đó ha. Và con vật đó ha là nó bị oan oan tương báo đó. Khó tu thành Phật lắm, cái người mà tu muốn thành Phật đó, là phải có cái công hạnh tu hành, cho nên nó phải tránh sát sanh, rồi không ăn trộm cắp người ta. Đi ăn trộm cắp người ta thì sao quý vị? Bị quả báo đó, cho nên khó có thể nào tu hành đắc đạo. Thí dụ như vậy, thí dụ như là luật chẳng hạn Phật cấm là không cho nó dốc, phải không? Nó dốc tức là gạt người ta, phải không? Tức là 10 điều ác đó, tức là Phật cấm không cho làm những điều đó. Vì vậy luật là gì? Luật là gì? Luật là giới luật. Giới luật là gì? Giới luật là những cái điều mà Đức Phật đặt ra cấm không cho tín đồ, không cho đệ tử làm theo. Bởi vì làm theo là bị cái tội đó, bị cái tội đó, bị cái oan oan tương báo đó, khó tu hành giải thoát lắm, cho nên gọi đó là luật. Gọi đó là luật. Trong giáo lý nhà Phật ta gọi là luật tạng, luật tạng. Thì quý vị biết hồi xưa đó, cái thời Đức Phật đó, nó cũng có hai hạng tu. Một là xuất gia. Xuất gia thì nam xuất gia thì gọi là tỳ kheo, người ta gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo thì quý vị biết cái luật của đạo Phật đó, tỳ kheo là phải giữ tới 250 giới. Nhiều quá không quý vị? Tỳ kheo đó, tức là nam xuất gia đó, những cái người mà đã xuất gia theo Phật rồi đó, không còn lìa khỏi gia đình rồi đó, quyết lòng tu hành thành Phật, có giữ tới 250 giới. Và nữ xuất gia người ta gọi là tỳ kheo ni, người ta gọi là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni tức là nữ xuất gia đó. Quý vị biết nữ xuất gia là giữ bao nhiêu giới không? Ở trong đạo Phật có những cái người mà xuất gia nữ đó là giữ nhiều giới quý vị? Giữ tới 348 giới luôn. Giữ giới nhiều hơn là nam xuất gia nữa. Nữ không chừng là phạm tội nhiều hơn, cho nên Phật nó cấm nhiều hơn. Nữ là giữ tới 348 giới, trong khi nam xuất gia là chỉ giữ có 250 giới. Còn cái hạng tại gia đó, tại gia trong cái thời Đức Phật đó, trong kinh điển người ta gọi là U Bà Tắc, U Bà Di đó, tức là tại gia cư sĩ đó, cũng giống như mình giờ đó. Thì quý vị biết là tại gia đó, Đức Phật dạy là cái hạng tại gia là giữ nhiều giới không? Giữ nhiều giới quý vị? Giữ nhiều giới? Ngũ giới, giữ ngũ giới cấm, phải không? Ngũ giới cấm. Ngũ giới cấm của nhà Phật, ngũ giới cấm là gì? Ngũ giới cấm là không có sát sanh nè. Cái người mà xuất gia theo đạo Phật là nhất định là không có sát sanh, không có ăn trộm ăn cắp người ta nè, không có tà dâm nè,
không có uống rượu nè, và đặc biệt là không có nói dối. Đó là năm cái điều giới cấm của đạo Phật mà đối với hàng tại gia. Đức trong kinh điển của nhà Phật đó, cái người nào mà giữ được ngũ giới cấm đó đó ha quý vị, giữ được ngũ giới cấm đó đó ha, thì kiếp sau sẽ không mất thân người. Tức là khi mà mình chết đi rồi đó, cái linh hồn mình sẽ không bị đọa lạc xuống ba đường ác, mà đã trái lại được đầu thai trở lại làm người, hoặc là sinh lên cõi trời, giữ được ngũ giới cấm đó. Tức là kiếp sau mình không mất thân người. Nhớ nha quý vị, ngũ giới cấm nó cũng quan trọng lắm. Ngũ giới cấm đó là không sát sanh, là không đạo tặc, không tà dâm, không uống rượu và không nói dối. Đó là năm điều giới cấm của đạo Phật. Nãy giờ nghe nhiều quá cái quên đó quý vị, nhắc lại nha. Giáo lý của đạo Phật thì gồm có gì? Giáo lý của đạo Phật gồm có những gì? Thì quý vị trả lời là giáo lý của đạo Phật gồm có kinh, luật và luận, tức là tam tạng kinh điển. Kinh là gì? Kinh là lời của Phật dạy, sau này người ta viết lại thành những cuốn sách, người ta gọi là kinh. Còn luật là gì? Luật là giới luật, là những cái điều Đức Phật cấm không cho thực hành. Thực hành là bị khổ ha, tu hành không đắc đạo, bị quan quan tương báo, nó bị cái nghiệp lực đó làm cho khổ, tu hành không đắc đạo, cho nên Phật cấm. Thì giới luật của Phật thì nam xuất gia là 250 giới, nữ xuất gia 348 giới, và tại gia cư sĩ đó, nam nữ tại gia cư sĩ đó, Ubatak Ubadi đó là giữ ngũ giới cấm. Đó là luật. Rồi bây giờ tới luận. Luận là gì? Kinh luật rồi tới luận. Luận là gì? Từ ngày từ khó khó hoài á quý vị. Từ ngày từ khó mà kệ đó đi, ráng chịu khó chút xíu đó ha, là nạp vô vậy, thấy vậy cho mình có kiến thức mình biết. Chứ để thôi ta nói mình không có biết gì á. Luận là gì? Luận không phải là lời của Phật dạy. Chúng ta nên nhớ, luận không phải là lời của Phật dạy, mà luận là lời của chư sư chư tổ. Lời của chư sư chư tổ có nghĩa là gì? Là lời của các vị đệ tử của Phật, đệ tử của Phật sau này nó luận giải cho nó rõ ràng cái nghĩa lý của kinh và luật để cho người ta hiểu, thì cái đó gọi là luận. Phải gọi đó là luận. Nhớ nha, những cái luận có nghĩa là lời của các vị đệ tử của Phật, chư sư chư tổ đó luận giải cho rõ ràng nghĩa lý của kinh điển nhà Phật, người ta gọi đó là luận. Thí dụ như Đức Phật dạy một câu này khó quá. Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ như điển, ưng tác như thị quán. Cỡ như mình đó, mình không học làm sao mình biết cái đó. Thành ra mấy cái ông sư, mấy ông tổ đó, mấy ông mới giảng ra cái câu đó. Mấy ông giảng ra câu đó: nhất thiết hữu di pháp có nghĩa là tất cả những cái pháp gì có hình tướng trên cõi đời này đó là đều là mộng nguyễn, là bọt bóng, là sương rơi, là điển chớp, phải luôn luôn ghi nhớ như vậy. Thì cái câu đó, cái nghĩa của nó là vậy. Thì những cái phần đó ta gọi đó là luận, tức là những cái phần mà chư sư chư tổ sau này làm sáng tỏ cái nghĩa lý của kinh điển, người ta gọi đó là luận. Như vậy là bây giờ chúng tôi xin được nói cho quý vị nghe cái này ha. Quý vị nghe lại thử coi trúng không nha. Thì đạo Phật là gì ha? Thì quý vị, ta hỏi quý vị đạo Phật là gì, thì đạo Phật nghe cho kỹ coi nha, tôi nói coi trúng không quý vị. Đạo Phật là con đường ngay thẳng chân chính mà Đức Phật đã trải qua cái quá trình tu chứng rồi, thành Phật rồi. Bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình để mình dựa theo đó mình học, để mình tu thành Phật giống như Phật. Trúng không? Trúng không quý vị? Trúng. Ha, chính xác, trúng phải không? Bây giờ ta hỏi là ông Phật không dạy cái gì? Hay nói khác hơn, đó là cái giáo lý của nhà Phật, giáo lý của đạo Phật. Giáo lý của đạo Phật thì gồm có tứ thư ngũ kinh, trúng không? Trúng không quý vị? Đúng không? Không trúng phải không? Không trúng. Vì vậy thì giáo lý của đạo Phật gồm có gì? Kinh luật luận ta gọi là tam tạng kinh điển, phải không? Gọi là tam tạng kinh điển. Kinh là lời của Phật dạy, sau này người ta viết lại thành những cái cuốn sách, người ta gọi đó là kinh. Luật là những cái điều luật mà Đức Phật đã cấm không cho người ta thực hành, bởi vì thực hành là nó bị quan trái buộc ràng lắm, nó chịu khổ cho lắm, tu không thành Phật được, cho nên Đức Phật mới cấm. Và luận là những cái lời của chư sư chư tổ, hiểu cho nó giải nghĩa cho nó rõ ràng cái nghĩa lý của kinh điển nhà Phật để cho người ta hiểu cho nó rõ, là kinh được luận. Đang rồi xong, bây giờ tiếp đến ta hỏi nữa. Ta hỏi tôi thấy sao mà người ta theo đạo Phật quá nhiều, người ta đi chùa rồi này kia ha, người ta đi vô lễ thầy rồi kia, theo đạo Phật được cái lợi gì mà người ta theo đạo Phật quá xá nhiều vậy quý vị? Trên thế giới hiện nay có hơn 1 tỷ người đó quý vị, khoảng 1,2 tỷ người đang nghiên cứu, học tập và thực hành theo lời của Phật dạy. Người ta hỏi quý vị đó là học theo đạo Phật được cái lợi gì mà người ta theo đông dữ vậy nè. Rồi quý vị trả lời sao? Quý vị trả lời sao với người ta đây? Học theo đạo Phật được cái lợi gì? Được cái lợi lạc gì, lợi ích gì mà người ta theo đạo Phật đông dữ vậy mà quý vị đang học theo đạo Phật nè. Quý vị thấy thử coi mình học theo đạo Phật được cái lợi gì?
Thí dụ như người ta có hỏi vậy thì quý vị hãy trả lời với người ta là lợi dữ lắm, lợi dữ lắm. Lợi từ ở trong cái cuộc sống thực tại của mình, trong cái cuộc sống đời thường của mình nó cũng có cái lợi ích rồi. Và kể cả cái lợi của lợi khi mà mình chết đi rồi đó, cái linh hồn của mình đó, cái linh hồn của mình đó, nó sẽ đến được cái cảnh giới tốt nữa. Thì chính vì vậy đó mà người ta sợ lắm, người ta sợ bị khổ, người ta sợ bị đọa lạc lắm, cho nên người ta ráng ta học thực hành theo giáo lý của đạo Phật. Thì bây giờ trong cuộc sống đời thường đó, học theo đạo Phật được cái lợi lạc gì? Trong cuộc sống đời thường mà mình học theo đạo Phật á, thì được cái lợi lạc rất lớn. Quý vị thử tưởng tượng coi, đạo Phật là có bao giờ đạo Phật mà dạy cho người ta là làm ác không quý vị? Không bao giờ, thấy không? Đạo Phật không bao giờ dạy cho người ta làm ác, mà trái lại đạo Phật dạy cho người ta làm thiện, dạy cho người ta từ bi hỷ xả, dạy cho con người ta có lòng nhân, biết yêu thương, biết giúp đỡ lẫn nhau. Học theo đạo Phật đó quý vị, thấy mấy ông đạo của mình đó, mấy ông đi đắp đường, mấy ông bồi lộ, mấy ông cắt nhà tình thương, mấy ông làm đủ mọi thứ đó, đem lại cái lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên học theo đạo Phật đó hen là được mọi người quý mến kính yêu, bởi vì là mình làm đem lại cái lợi lạc cho chúng sanh không à. Trong cuộc sống đời thường đó hen, mà mình học theo đạo Phật đó hen, mà mình có cái niềm tin về đạo Phật, mình biết niệm Phật đó hen, và mình cúng lại đó, mình tu tỉnh chuyên cần đó hen, là có chư thần gia hộ cho mình đó, trong cuộc sống đời thường đó. Mà điều này Đức Thầy đã khẳng định rằng ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho đó. Tức là trong cuộc sống đời thường mình học theo đạo Phật, mình thực hành theo đạo Phật, được cái lợi lạc rất lớn, được mọi người quý mến kính yêu, được các cái đấng thiêng liêng vô hình, Phật thần thánh tiên che chở đùm bọc cho mình trong cái cuộc sống. Đó là cái lợi thứ nhất. Rồi nói về cái lợi thứ hai là về phương diện linh hồn của mình. Về phương diện linh hồn của mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thân sau của mình đó. Quý vị đừng có tưởng là mình có cái thân này mình chết rồi nó tiêu hết, không có phải đâu. Mình còn cái linh hồn nữa, và mình có cái linh hồn của mình nó sẽ tạo cái thân sau nữa. Nếu mình học theo đạo Phật đó ha, mình thực hành theo cái giáo lý từ bi hỷ xả, giáo lý bác ái dị tha, cái giáo lý bình đẳng của nhà Phật đó ha, thì quý vị sẽ làm toàn là những cái điều thiện không. Mà hãy làm điều thiện á, thì quý vị biết là luật trời rất là công bình, luật nhân quả rất là công bình, rất là khách quan. Còn người ta mà hãy làm thiện á, thì nhất định sẽ có cái quả báo thiện. Khi mà mình chết rồi đó, mà mình ở trên thế gian này mình làm điều thiện đó, khi mình chết rồi đó ha, thì cái linh hồn nó mang theo những cái tư tưởng thiện đó đó, và nó sẽ chiêu cảm mình. Chiêu cảm có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đến những cái cảnh giới tương ưng với việc làm thiện ác của mình. Ví dụ như mình làm ác ha, quý vị tối ngày đi đá gà đánh bài được không ha, thì khi mình chết đó, cái linh hồn của mình nó sẽ đi kiếm mấy cái chỗ đó đó, nó đi kiếm mấy cái chỗ mà đá gà đánh bài đồ này kia đó, nó chơi phải không? Mà hãy đi đến chỗ đó là xuống đường ác rồi đó. Mà hãy xuống đường ác á, cái linh hồn mình mà nó chiêu cảm đến cái cảnh giới ngạ quỷ chẳng hạn, nó đến cảnh giới ngạ quỷ thì sao? Thì mình sẽ thọ thân làm ngạ quỷ. Bởi vì mình đã đến cảnh giới ngạ quỷ rồi thì mình sẽ có một cái thân làm ngạ quỷ, mà cái thân ngạ quỷ nó khổ dữ lắm quý vị. Quý vị thấy ở trong chùa người ta vẽ cái hình cái con ngạ quỷ không? Con quỷ là cái con mà có cái bụng bự, cái cần cổ ấm nhách mà dài đó ha, là ngạ quỷ đó. Tức là nói đến một cái cảnh giới nó đói khát kinh khủng, thiếu thốn, nó đói khát về vật chất dữ lắm. Còn bây giờ mình quen làm việc thiện, mình quen làm từ thiện giúp đời đó ha, thì khi mà mình chết đó, quen làm việc thiện đó, cái được sinh lên cõi trời. Bởi vì cái chỗ thiện đó là cái chỗ mà cảnh giới cõi trời là cái chỗ thiện không à. Nó được chiêu cảm mình lên đến cõi trời. Hãy mà lên đến cõi trời thì mình sẽ thọ thân một chúng sanh ở cõi trời. Thọ thân chúng sanh ở cõi trời là gì quý vị? Là tiên, thấy không? Là tiên trên trời. Ai mà làm phước nhiều đi thì tới nửa chết thì mình sẽ cái linh hồn mình sẽ tự nhiên vậy đó, tự nhiên mình lựa cái chỗ mà mình quen làm đó, nó sẽ chiêu cảm mình đến đó. Mình quen làm việc thiện cái tự nhiên đó, cái linh hồn mình khi chết nó sẽ đến cái cảnh giới thiện, đến cõi trời. Đến cõi trời thì mình sẽ có một cái thân ở cõi trời, thân ở cõi trời đó là tiên. Tiên cũng sướng lắm quý vị. Tiên cũng có ngũ thông là nó nghe, cũng tự tại lắm đó nghe, cũng đi mây về gió được đó, chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà chưa có vượt ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, chứ cũng rất là sướng. Phước nhiều là tiên cảnh lên rài à. Hãy mình có phước nhiều mà mình không có vượt được cái giải thoát sanh tử luân hồi, không đến được cõi Phật gì nữa thì cũng thành tiên à. Êm lắm ha, cảnh tiên là cái cảnh mà chúng sanh sung sướng lắm. Thì đó là cái lợi ích của đạo Phật, học theo đạo Phật. Bây giờ nói lại nghe thử coi tôi nói chúng cái gì. Học theo đạo Phật á, là được những cái lợi lạc rất lớn. Người ta hỏi quý vị học theo đạo Phật được cái lợi lạc gì? Quý vị trả lời với ta là học theo đạo Phật lợi dữ lắm. Không phải là lợi trong cái kiếp này không,
mà nó còn lợi nhiều kiếp nữa, nó còn lợi cho cái linh hồn của mình, cái thân sau của mình nữa. Thành ra người ta ham học theo đạo Phật là vậy đó. Người ta sợ linh hồn mình bị đào thai thành con chó, con gà, ta sợ. Bây giờ ta phải ráng cố gắng ta học theo đạo Phật để người ta tu tập, để chẳng những được trở lại làm người đi mà người ta còn muốn lên thành tiên nữa, muốn lên về quả Phật nữa. Thành ra học theo đạo Phật được lợi lạc rất lớn. Trong cuộc sống đời thường á, đạo Phật dạy cho con người ta làm lành lánh dữ thôi mà. Dạy con người ta biết có lòng thương, biết giúp đỡ người này người nọ, cho nên cái người mà có cái mẫu người vậy là được yêu thương, được đoàn kết, người ta quý mến với nhau. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Rồi học theo đạo Phật khi chết đó thì cái linh hồn của mình nó sẽ chiêu cảm đến cảnh giới lành, có thể sinh về cảnh tiên, có thể sinh về cõi Phật, không có bị khổ đau, không có bị phiền não giống như ở cõi mình nữa. Cho nên người ta rất là thích, người ta ham muốn học theo đạo Phật. Đó là xong phần thứ nhất. Nãy giờ nghe nhiều phải không quý vị? Bây giờ xin được nhắc lại để qua phần thứ hai. Phần sau này nó mới là phần chính của cái chủ đề hôm nay. Thì cái nội dung của phần thứ nhất nãy giờ quý vị học đó là sơ lược về đạo Phật. Ta hỏi quý vị đạo Phật là gì? Quý vị hãy trả lời với ta, đạo Phật là con đường ngay thẳng chân chính mà Đức Phật đã trải qua quá trình tu chứng rồi, thành Phật rồi. Bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình để mình tu tập mình thành Phật giống như Phật, là gọi đó là đạo Phật. Cái đó là trúng nghe, không có sai nghe quý vị, đó là trúng đó. Rồi ta hỏi là giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Thì quý vị trả lời giáo lý của đạo Phật gồm có Tam Tạng Kinh Điển, đó là kinh, luật và luận. Kinh là lời Phật dạy, sau này ta viết lại thành những cuốn sách, ta gọi đó là kinh. Còn luật là giới luật, là những cái điều Đức Phật cấm, không cho thực hành theo. Bởi vì đó là nếu mà hành theo những cái điều cấm đó là tạo tội, mà tạo tội là tu không đắc đạo, cho nên Phật mới cấm, rồi gọi đó là luật. Rồi luận là gì? Luận là lời của chư sư chư tổ giảng nghĩa cho nó rõ ràng nghĩa lý của kinh và luật, để cho người ta hiểu biết, người ta tu hành, gọi là luận. Rồi học theo đạo Phật được cái lợi lạc gì? Học theo đạo Phật được lợi rất lớn, từ trong cuộc sống đời thường cho đến đời sống tín ngưỡng tâm linh. Mình học và mình thực hành theo đúng như lời của Phật dạy, của thầy dạy, thì mình sẽ trở thành cái người tốt, trở thành cái con người mà hiền từ ngay thẳng, trở thành con người mà được mọi người quý mến kính yêu. Bởi vì đạo Phật dạy cho người ta làm hiền không mà, không có dạy làm ác. Học theo đạo Phật thì được cái lợi lạc trong cuộc sống đời thường như vậy rồi. Và cái linh hồn của mình đó, cái linh hồn sau khi chết đó, học theo đạo Phật nó sẽ đến được cái cảnh giới, nó sẽ chiêu cảm đến cảnh giới cảnh tiên khỏi Phật. Cho nên người ta ham học theo đạo Phật là vậy. Xong ha, xong đó là xong phần thứ nhất. Đáng lẽ viết là cái bản cho quý vị thấy cho nó rõ ha, mà bây giờ thôi, bây giờ nói thôi, nghe đi ha. Bây giờ cái phần thứ hai là lược sử về lược sử Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Lược sử Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình nói một cách sơ lược, mình hiểu một cách sơ lược về lịch sử của ông Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Mà quý vị biết là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là gì không quý vị? Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, quý vị nghe ta thường hay niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu đó có nghĩa là gì? Nam Mô là cung kính, là nương theo rồi phải không? Ta Bà Giáo Chủ có nghĩa là giáo chủ cõi ta bà, đáng giáo chủ cõi mình đây nè. Ổng là ông thầy cõi mình đây nè, cõi mình đó. Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tên của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là con cung kính, con quý mến, nương theo, nghe lời của Đức giáo chủ của ta bà này chỉ dạy, dẫn dắt mình tu hành. Cái ý của cái câu đó nghĩa là vậy. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng là tín đồ nhà Phật. Đứng ở góc độ đạo Phật thì Đức Thầy của chúng ta là Tăng, là đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là Tăng. Cho nên trong thi văn giáo lý rất nhiều chỗ Đức Thầy đều xưng mình là Tăng. Tai tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, phải không? Hay là tôi không quên, tôi là đệ tử trung thành của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là đứng ở góc độ đạo Phật thì Đức Thầy là Tăng, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là Phật Bảo, Thầy mình là Tăng Bảo. Tăng mà thuộc về hàng mà ta gọi là Thánh Tăng, tức là chứng quả Thánh. Còn đứng ở góc độ đạo Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy mình là Phật Bảo. Chúng ta nên nhớ vậy nha, đứng ở góc độ Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy là Phật Bảo. Quyển sám giảng thi văn giáo lý mà thầy dạy đó là pháp bảo, đó là pháp bảo. Còn tăng bảo là những gì mà quý vị đã quy y, quý vị đã cúng, quý vị đã đọc ở trong cái bài mà cúng lại hàng ngày đó. Từ quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đó, đó là các cái vị tăng mà theo thầy dạy đạo dẫn dắt mình tu hành đó, đó là tăng.
Thì bây giờ là cái nội dung thứ hai là lược sử về Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là mình hiểu một cách sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Phần này chia làm hai phần nhỏ. Phần thứ nhất là lịch sử của Đức Phật từ khi Đức Phật mà mới sinh ra cho đến khi Đức Phật trải qua cái quá trình tu tập thành đạo, thành Phật. Và cái phần nhỏ thứ hai đó là từ lúc Đức Phật thành đạo rồi cho đến khi Đức Phật chết, Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật từ biệt thế gian này ha. Là đó là cái ý thứ hai. Bây giờ cái phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất mà chúng ta cần nên biết về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. À, thưa quý vị, thì lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đó có rất là nhiều cái tài liệu ở trong kinh điển của nhà Phật, có rất là nhiều tài liệu. Mà bây giờ thì nó lại có một cái sự sai biệt rất lớn về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thí dụ như Nam Tông đó, Nam Tông Khmer đó, cái phái mà Nam Tông đó, Nam Tông Khmer đó quý vị biết ha, là người ta cho rằng Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã xuất gia năm 35 tuổi. Còn trong khi đạo Phật Bắc Tông đó, thì người ta nói rằng Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni xuất gia năm 19 tuổi. Thấy nó có sự khác biệt rất là lớn phải không? Và người ta có rất là nhiều cái sự khác biệt ở trong cái quá trình mà nói về lịch sử của Đức Phật, mặc dù là trong kinh điển của nhà Phật. Nhưng mà bây giờ mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình nghe theo ông thầy mình là chắc ăn nhất. Chắc ăn hạng nhất, không bao giờ sai. Cái quý vị hỏi là trong thi văn giáo lý ông thầy mình có dạy chỗ nào về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni không? Có không quý vị? Có không? Có chỗ nào? Quyển Khuyến Thiện. Mà cụ thể hơn nữa là từ cái câu thứ 100 đó quý vị về dở ra quý vị coi. Từ câu thứ 100 cho đến câu 258, Đức Thầy chúng ta đã diễn tả một cách rất là đầy đủ về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Từ khi Đức Phật mới vừa sinh ra cho đến khi Đức Phật thành đạo. Đến khi Đức Phật thành đạo. Và chúng tôi xin được dựa vào cái lời của Thầy dạy đó để phân tích cho quý vị nghe. Nó dài quá quý vị, nó rất là dài, trăm mấy chục câu, hình ra đôi khi mình quên cái quý vị nhắc nha. Ở đây là bảo đảm quý vị là có rất là nhiều người thuộc lào lào quyển đó, có quên thì nhắc ha. Bây giờ Đức Thầy dạy như thế này: hồi thế kỷ khoảng trong thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch, thời xưa Pháp giáo chưa biệt lập Tam thừa, thở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ, có đức vua Tịnh Phạn nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư trên chúa thẳng Tâu Ngai Phò Tá. Tới đó ngừng ha. Quý vị nghe thử cái đoạn đó Đức Thầy đang nói về cái gì quý vị. Đức Thầy đang nói về cái gì về cái đoạn đó đó. Đức Thầy diễn tả cho chúng ta thấy là hồi thế kỷ khoảng trong thứ 6, tức là thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đó, tức là trước 2000 năm, 6 trước trước năm Chúa Giáng Sinh là năm 2000 đó, 600 năm về trước. Ở bên Ấn Độ có một cái thủ phủ, có một cái quốc gia nhỏ có thủ phủ tên là Thành Ca Tỳ La Vệ, mà có ông vua rất là hiền từ, phải không? Có đức vua Tịnh Phạn nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư, có nghĩa là vua tôi rồi sống rất là an bình hạnh phúc. Trên thì chúa thẳng, ông vua thì cũng rất là sáng suốt, là coi như công bình. Nhưng mà dưới trên chúa thẳng Tâu Ngai Phò Tá, mấy quan trung nghĩa dưới hết lòng trung theo. Đức Thầy đang diễn tả về cái hoàn cảnh xã hội của một cái tiểu vương quốc của Ấn Độ, mà trên thì có ông vua minh chánh cầm cân, dưới thì quan liêm tiết xử phân công bình, tức là dân chúng sống rất là an cư lạc nghiệp. Đó là cái đoạn thứ nhất nói về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mà Đức Thầy đã diễn tả trong quyển năm. Bây giờ Đức Thầy mới diễn tả về cái bà hoàng hậu, quý vị hãy nghe, trên chúa thẳng Tâu Ngai Phò Tá rồi. Nãy là nói về cái hoàn cảnh rồi, hay nói về đức vua rồi, bây giờ Đức Thầy mới nói về bà hoàng hậu, tức là diễn tả về cái bà hoàng hậu một cái đoạn rất là dài. Và quý vị nghe, bà hoàng hậu này bà tuyệt vời. Bà là cái người không phải chỉ là cái người đẹp không phải là hoa hậu của thế giới như ngày nay không, mà bà còn là cái người mà có một cái tâm hồn hết sức là từ bi bác ái, quý vị. Đức Thầy diễn tả nè: đức hoàng hậu Maya phong nhã, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười, một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước bệ Tâu Cùng Thánh Thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia cũng đặng vinh quang, kể từ nay thiếp muốn an nhàn dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ từ người ý nghiệp tâm đầu, xin một điều ở chốn long lâu tập đức tính khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn, thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhang, phê cho thiếp những điều xin ấy.
Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, liền chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Rồi bà mới tâu thêm nè: bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân ví như con đỏ, tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bủa trong bá tánh. Quý vị thấy bà hoàng hậu hết sức là tuyệt vời quý vị. Bà là cái người mà được xem như là sắc nước hơn trời, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Mà quý vị thử tưởng tượng coi, mấy cái từ ngữ đó diễn tả là bà là thuộc về hoa hậu thế giới luôn, chứ không phải là hoa hậu của Việt Nam mình không. Sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười, ngọc thốt qua cười này đó là một cái từ ngữ về văn học mà ta diễn tả một cái người rất là đẹp. Ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du đó, quý vị nào mà mấy em nhỏ nhỏ có học truyện Kiều đó, quý vị biết là có cái từ ngữ dân xem trang trọng khác dời, khuôn trăng đầy đặn ngát ngà ngỡ ngang, người qua cười ngọc thốt đoan trang đó, tức là tả cái cô thí dân đó qua cười ngọc thốt đoan trang, tức là rất là đẹp. Nhưng mà thua thí Kiều đúng không? Kiều còn sắc sảo mặn mà hơn. Tức là bà hoàng hậu này có một cái vẻ đẹp về hình tướng đó, nói về hình tướng đó là bả là số 1, sắc đẹp vừa ngọc thốt qua cười. Mà chẳng những vậy thôi đâu quý vị, bả còn là cái người mà có cái tâm hồn bao la rộng lớn nữa. Sinh đột điều ở chốn Long Lâu, tập đức tính khoan dung đại độ. Bả xin với ông vua đó, tránh tất cả những điều thô lỗ, ông đừng có nói chuyện tục tằn ha, khuyên ông vua đừng có làm điều xấu, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn, đừng có chơi chung với mấy người hung, phải không? Đức hoàng hậu mà khuyên ông vua vậy đó. Rồi là bả còn khuyên ông vua thêm một lần nữa: xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Bao dung tức là che chở đùm bọc cho những người khó, tức là những người gặp khổ đó. Xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu dân phải ví như con đỏ. Tức là xin với thánh thượng là phải yêu dân chúng giống như là cái con đỏ là con mà mới sanh đó quý vị. Mới sanh ta kêu bằng con đỏ đó, tức là ta mới sanh ra ta thương con dữ lắm. Tội giảm tha đối với cơm tiền, nó có tội thì thôi tha cho nó đi, đừng có bắt nhốt nó, tội nghiệp nó ha. Còn nó có đói á ha, thì mở kho lương thực cho nó có của nó ăn. Quý vị thấy có một cái bà hoàng hậu nào hay có người phụ nữ nào mà trên thế gian này mà có một cái tấm lòng bao dung vậy không? Không bao giờ có. Tức là bà hoàng hậu vừa đẹp người mà vừa đẹp nết, phê cho thiếp những điều xin ấy. Rồi vua nghe xong vội vàng đứng dậy, rồi bà chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Liền chuẩn y tỏ ý vừa lòng, rồi bà tâu thêm ở trước đình rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân ví như con đỏ, tội giảm tha đối giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng của trong bá tánh. Rồi ông vua ông nghe ông chịu liền quý vị. Vua hứa chịu giúp người đói lạnh, phải không? Ông vua ông nghe bà hoàng hậu khuyên gì là ông vua ông chịu liền, ông hứa liền. Vua hứa chịu giúp người đói lạnh. Rồi bà mới lui về cung điện nghỉ ngơi, tức bà trở về cái chỗ nghỉ của bà đó. Và quý vị nghe nè, đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi. Bữa đó một cái buổi chiều ha, một cái buổi chạng vạng tối, gió nó mát mẻ, không khí rất là an lành. Bà tiết hòa thượng khắp nơi hoa nở, tức là bà mới đi dạo cái vườn hoa đó, hoa nó đang nở, bông hoa đang nở. Rồi đức hoàng hậu trong lòng hớn hở khi mà bà dạo cái vườn hoa, bà rất là vui. Bà trở về bà nằm ngủ đó là giấc chiêm bao, bà thấy lạ lùng ha. Bà thấy khi mà bà mới vừa về nhà bà nằm ngủ thì giấc chiêm bao, bà thấy lạ lùng, thấy cái gì quý vị? Bạch từ từ, phải không? Bạch từ từ ở chốn không trung, tức là có một con bượm trắng từ trên trời không trung, tức là trên trời, nó bỗng xa xuống mình bà hối hả. Xa xuống tức là hối hả, có nghĩa là nó chạy lẹ vô đó, nó xẹt lẹ vô trong cái mình bà. Bỗng xa xuống mình bà hối hả, rồi vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, tức là vừa mới có tỉnh giấc à. Khắp hồng quê thương nước, thơm nức mùi hương. Tự nhiên bà thấy cái gì đó khác, bà giật mình. Và khi mà bà mở mắt ra thì tự nhiên cái hương thơm ở trong phòng nó tỏa ra đầy ở trong góc hồng quê, thơm nức mùi hương. Rồi bà rảo chân liền bước ra giường, truyền thị vệ thỉnh vua lai đáo. Tức là bà mới bước ra giường và bà truyền cái người hầu của mình đó kêu ông vua lại, mời ông vua lại để mà nói cái việc này thử coi cái chuyện gì đây nè, nó thấy nó lạ lùng vậy. Rồi vua y lời đến nơi hoa thảo, tức là cái ông vua ổng cũng nghe lời bà hoàng hậu nữa, nửa đêm rồi mà cũng đến nơi hoa thảo, tức là đến cái chỗ của bà đó. Rồi lại gần bà sao rất quá kỳ, phải không? Tự nhiên ông vua lại gần bà này, sao mà bà hoàng hậu mà lúc trước thì đâu có, nhưng bây giờ tự nhiên cái ông vua lại gần bà hoàng hậu, thấy nó lạ trong mình rồi đó. Lại gần bà sao rất quá kỳ, rồi tay chân bèn run rẩy một khi. Ông vua lại gần bà hoàng hậu là ông run run, tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tắm tối. Tự nhiên ông vua lại gần bà hoàng hậu, ông muốn quỳ xuống liền, muốn quỳ xuống mắt giường tắm tối. Rồi khi đó thì quý vị biết là trên trời á là chư thiên mới ca mừng,
tiếng thần tiên trên không cá trỗi, tức là trên trời chư thiên mới mừng, thấy không, mừng cái điềm lành. Rồi tiếng thần tiên trên không ca trỗi rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng sao người ấy lập nên đạo cả. Tức là thần tiên ở trên trời nghe tiếng như vậy đó, mừng, ca ca nhạc rải qua xuống mừng. Rồi vua nghe xong vội vàng bái tạ, ông vua ông mới bái tạ chư thiên trên trời á, ha. Rồi mới quay qua hỏi bà hoàng hậu nè, liền thoáng cùng hoàng hậu A Gia, cái chuyện gì mà kêu ta lên đây giờ này. Liền thoáng cùng hoàng hậu A Gia, có việc chi mà vội vã dời ta, ha. Có việc gì mà kêu ta giờ này đang ngủ mà lại kêu như vậy đây, là có việc chi vội vã dời ta. Khá nói lại đầu đuôi tường tất, tức là mau mau nói lại cho lẹ lên coi cái chuyện gì đây. Rồi bà mới thuật lại chim bao trong giấc, phải không quý vị? Bà thuật lại chim bao trong giấc. Xin vua dời ít kẻ bàn giùm, xin vua dời ít kẻ bàn giùm, tức là xin với ông vua coi mời mấy cái quan mà chim tinh nó lại mà bàn thử coi cái giấc chim bao của bà là tốt hay xấu. Rồi các thầy bàn mới được lệnh vào cung nghe xong xả tâu rằng điền quý. Mấy ông thầy bàn mà mấy ông quan mà chuyên môn về cái chuyện mà chiêm tinh đó, nghe bà hoàng hậu thực lại vậy là tốt rồi, cái này là cái chuyện tốt rồi. Rồi ngày thấm thoát đông qua hạ chí, bà trổ sanh thái tử đẹp tươi. Ngày qua ngày rồi ha, thì 9 tháng 10 ngày sau thì bà mới sinh ra. Và chúng ta thấy là Đức Thầy đã diễn tả cái từ ngữ là trổ sinh đó quý vị, trổ sinh đó. Tức là người ta bàn, người ta nói là không có phải sinh bình thường. Bà trổ sinh thái tử đẹp tươi, tức là một cái vị thái tử, một cái người con trai mà rất là ngôi ngôi tướng tú, mặt trang nghiêm khí phách hơn người. Vua cùng các thần dân mừng rỡ. Khi mà sinh ra thái tử rồi, vua quan gì ai cũng mừng hết á. Mới mừng rằng tưởng rằng họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Hay liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chính treo qua yến ẩm. Treo qua yến ẩm là gì quý vị biết không? Treo qua yến ẩm là gì? Treo qua yến ẩm là người ta ăn mừng đó, ha. Người ta treo qua lên, người ta treo cờ giống như quý vị đây nè, treo cờ lên rồi ăn nhậu rồi yến ẩm mà, ăn nhậu rồi này kia mừng ông vua, cả triều chính treo qua yến ẩm. Rồi bây giờ mới tiếp nè, có nhà sư cách thành mấy dặm thường ở ăn trong sạch hiền từ. Có một cái ông nhà sư ha, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Ông này ông hiền lắm, ông tu đúng cái chánh đạo lắm, lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh nhìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ rõ mối dị quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên A Tư Đà Tên Hiền Tên Lão. Cái ông tiên đó ông tên là A Tư Đà, mà ông là cái người đắc đạo tiên. Thời buổi ấy vua người đạo, tức là lúc đó ông vua ông thích cái người mà có đạo lắm, liền vào chầu tâu trước bệ rồng. Tức là cái ông A Tư Đà này ông mới lợi cái triều đình đó, ông mới xin với ông vua, xin vua cho ông bước vào trong được yết kiến tử hoàng luân thể. Xin đức vua cho ông coi tướng thái tử rồi sao. Rồi tiếp đến là gì quý vị? Ông xem xong bỗng liền xa lệ, phải không? Ông xem xong bỗng liền xa lệ. Ông xem thấy cái tướng thái tử Sĩ Đạt Ta là ông khóc ròng liền, xa lệ tức là rớt nước mắt liền, vẻ mặt buồn chẳng thốt nên lời. Tức là ông thấy thái tử vậy là ông khóc, ông rớt nước mắt ông khóc. Rồi ông vua ông mới thấy lạ lùng, vua bước đến nơi. Tức là ông vua ông thấy cái chuyện gì đâu mà kỳ vậy, con của trẫm là nó đẹp trai như gì đấy mà sao mà ông lại ông coi rồi ông khóc ròng vậy. Rồi liền phán hỏi bảo ông hơn rõ, phải không, ông phải nói cho rõ ràng nghe, con ta tốt như vậy đấy mà lại sao ông coi rồi ông khóc. Rồi trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được hành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo lý dắt diều sanh chúng. Cái ông A Tư Đà này ông tiên tri, ông báo trước với ông vua rằng đó là khi mà tử hoàng thành người rồi đó ha, là ông xuất gia tu hành, tìm đạo lý dắt diều sẽ trúng, ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần ngài quả Phật vẹn toàn. Buồn gì tôi tuổi lớn sức mòn, có nghĩa là cái ông A Tư Đà đó ông khóc, ông khóc vì ông già ông chết, chứ không phải là ông khóc vì cái thái tử xấu. Buồn gì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thiết, cả hồng trần đau thương sống xiết thống thiết, nhờ ngài mà vượt nẻo luân hồi, vô phước nên tuổi bấy phận tôi, chứ chẳng có điều chi lo ngại, chứ không có cái điều gì xấu hết. Yên chí đi ông vua, yên chí. Và Đức Hoàng hậu đến ngày thứ 7 dứt nợ trần nên vội quy tiên. Bà Hoàng hậu mới sanh ra thái tử có 7 ngày là băng hà rồi quý vị, là chết rồi đó, dứt nợ trần. Nhưng mà chết mà không có bị đọ mà lên trời, dứt nợ trần bỗng vội quy tiên mà. Và có bà gì thay thế mẹ hiền, tức là có cái bà em của bà Hoàng hậu đó mới thay thế cho bà Hoàng hậu dùm săn sóc trong non thái tử, tức là chăm sóc nuôi dưỡng thái tử. Rồi có điều đặc biệt là gì quý vị biết không, là khi lớn lên cho người dạy chữ, tức là thái tử lớn lên rồi ông vua cho đi vô trường học ha,
bước vào trường chẳng học mà không, mới vô trường ngồi đó mà ông thầy cũng chưa dạy là biết rồi, biết hơn ông thầy nữa. Rồi buổi trưởng thành vua dẫn hàng mông, tức là khi mà lớn lên rồi đó, là ông vua ông sợ lắm, ông sợ ông A Tư Đà nói là đi xuất gia đó, ông sợ lắm. Buổi trưởng thành vua dẫn hàng mông cho thái tử đừng lìa cung điện, mới hội triều đình các quan lựa tiễn, tức là hội nghị triều đình lại cho các quan lựa tiễn chọn vợ thái tử, rằng cưới vợ thái tử rằng đừng đi tu, thấy không? Hội triều đình các quan lựa tiễn rồi nàng Du Gia được chọn kết hôn, công chúa Gia Du Đà La là được triều đình với ông vua là chọn cho kết hôn với thái tử. Rồi ông vua cũng chưa có muốn yên nữa cái gì. Rồi vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn thì chọn cung phi mỹ nữ làm trò, tức là chọn nhiều cung phi mỹ nữ vô làm giúp vua cho thái tử. Rồi các đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi lả, nhưng mà lòng thái tử vẫn không siêu ngã. Tức là quý vị thấy là thái tử, cái tâm của thái tử là cái tâm này đó là cái tâm mà cứu độ chúng sinh ngay từ lúc mà sinh ra rồi. Thái tử là Bồ Tát rồi, thị hiện xuống. Lòng thái tử vẫn không siêu ngã cho nên mới sinh ra ông vua đi du ngoạn. Ra khỏi đền du ngoạn một khi, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp phụ lão tay nương gậy trống, phải không? Gặp ông già, ông đi không nổi rồi, ông phải chống cái cây gậy ông đi, thấy khổ tới một bên rồi phải không quý vị, thấy khổ rồi. Rồi ngài xem qua lòng bàn cảm động lần thứ hai đi du ngoạn, lần thứ hai đó thấy kẻ ốm đau, thấy cái người bệnh mà phải không, bệnh rồi rên la xét khỏi trần, trong dạ héo xào chi xiết nổi đấng đa khỏi tạm. Mà lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng, lần thứ ba là thấy người ta chết khiêng đi chôn. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hàng để trí tìm phương giải thoát, về nhà rồi đó em, về cung điện rồi đó là ngủ không có yên, lúc nào cũng tìm cách đầy cách nọ suy nghĩ để mà coi cách sao đây mà cứu chúng sanh, đây là khổ quá khổ. Rồi lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời lớn điềm giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Lần thứ tư đó là đi du ngoạn, gặp một cái vị xuất gia tu hành rất là trang nghiêm thanh tịnh, và ngài mới hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo ông không. Tức là thái tử Sĩ Đà Ta biết rằng đây là cái bổn phận của mình, phải xuất gia cầu đạo giải thoát cho chúng sanh. Liền hoài xe trở lại Lai Trào, xin vương phụ lánh xa mùi thế, phải không? Rồi ông vua biết sao không quý vị? Ông vua mới buồn thảm dùng lời khóc kể. Ông vua ông buồn, ông khóc. Ông khóc rồi ông kể lại rằng cha già biết cậy nhờ ai. Ông mới than rằng là cha có mình ơn con, có mỗi mình ơn con, bây giờ con đi tu rồi cha nhờ ai nữa bây giờ. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn. Tức là thôi con ơi, con ở đây đi, mai mốt cha nhường ngôi cho con đi, rồi con già con đi tu không muộn. Rồi lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng. Lìa cha già, vợ đẹp con cưng. Nhớ nha quý vị, lìa cha già có nghĩa là xa vua Tịnh Phạn. Vợ đẹp là công chúa Gia Du Đà La, và có con nha quý vị. Có một người con tên là La Hầu La. Vì lìa cha già, vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bụi. Ngày thọ ấy nên 19 tuổi, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng cái thông tin mà Thầy dạy trong Nguyễn Thám Giảng Thi Văn Giáo Lý là chính xác nhất. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là xuất gia năm 19 tuổi, chứ đừng có nói 30, 35 tuổi gì đâu. Ngày thọ ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng, cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ siết chi, ra ngoài đến rạch ni liên thiền, thấy cỏ qua cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đắc ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan ấy, mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Hết. Tức là đắc đạo rồi, phải không? Tức là cái lịch sử của Đức Phật, từ khi Đức Phật mới sinh ra làm sao cho đến khi Đức Phật tu hành sao, bây giờ thành đạo làm sao là xong. Xong đó là thứ nhất. Và mình dựa theo quyển Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý của Thầy đó, mình tìm hiểu đó là rõ ràng nhất. Đại khái là trong cái phần thứ nhất này đó, quý vị nhớ gì? Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đó, ngài là con của vua Tịnh Phạn ha, và hoàng hậu Maya. Nhớ vậy ha, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya cũng giống như đứa thầy mình đó, con của đứa ông và đứa bà. Con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, và ngài được sinh ra, hen, nhớ nha quý vị, ngài được sinh ra vào ngày 8 tháng 4 âm lịch. Hen, hồi xưa tới giờ người ta lấy cái ngày 8 tháng 4 âm lịch là cái ngày đản sinh của Đức Phật. Nhưng mà thời gian gần đây nữa nè, trong khoảng thời gian gần đây khoảng hơn 10 năm trở lại đây, thì cái hội Phật giáo thế giới đó người ta dời cái ngày 8 lại thành ngày rằm, bởi vì người ta nói là cái ngày rằm tháng 4 đó, cái ngày rằm cho trăng tròn cho nó tốt. Nhưng mà thực ra Đức Phật sinh vào ngày 8 tháng 4 âm lịch. Ngày 8 tháng 4 âm lịch. Và ngài đã 19 tuổi, 16 tuổi thì kết hôn với công chúa Gia Du Đà La.
có một người con tên là La Hầu La. 19 tuổi sau khi đi du ngoạn bốn cửa thành thì ngài đã trốn vua cha ra đi để mà tu hành, xuất gia tu hành. Trải qua 11 năm, trong đó có 5 năm tầm sư học đạo, 5 năm tìm thầy để mà học đạo giải thoát nhưng mà không thành. Rồi 6 năm tự tu hành khổ hạnh một mình không có kết quả. Và chỉ cần có 49 ngày đêm tham thiền nhập định, khi mà nhận được con đường trung đạo rồi đó, khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà tu khổ hạnh 6 năm ở Rạch Ni Liên Thiền đó, thì quý vị biết là khổ hạnh mà xưa người ta tu khổ dữ lắm. Một ngày ăn có một hột mè đó, quý vị nghe người ta nói ăn một hột mè mà uống nước ở dưới, không phải là uống nước dưới giếng, không phải uống nước dưới suối, mà uống những cái giọt nước mà nó đọng ở trên lá cây vào buổi sáng. Quý vị thử tưởng tượng coi, cái người mạnh khỏe như mình đây nè, một ngày ăn có một hột mè mà uống là liếm liếm mấy cái giọt nước vậy đó, mà sao sống cho nổi. Cho nên đó là 6 năm khổ hạnh như vậy đó, là ngày thân thể còn da, còn có xương là bọc với da thôi, đi không nổi. Một bữa nọ đó thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới đi lê bước trên cái bệ rừng và đi không nổi, cho nên té xuống. Mà may mắn lắm đó, mới gặp được một cái người chăn cừu tốt bụng tên là Su Già Ta, tặng cho Thái tử một cái bát sữa tươi, tặng Thái tử một bát sữa tươi. Một cái người chăn cừu tốt bụng Su Già Ta, người phụ nữ, tặng cho Thái tử, thấy đói khát quá thì mới tặng cho một bát sữa tươi. Và Thái tử mới bưng cái bát sữa đó lên uống cái tự nhiên thấy nó tỉnh lại. Rồi quý vị biết là nó đói, quá khứ đói rồi mà gặp sữa mà uống vô thì nó phải tỉnh thôi, phải không? Uống vô tỉnh lại, tươi tắn trở lại, thần trí sáng suốt trở lại. Từ đó đó Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nhận ra con đường trung đạo. Con đường trung đạo có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có ép sát quá, mà không có sung sướng quá, không có trưởng dưỡng thân xác quá ư sung sướng, cũng như là không có quá ép sát. Hai cái thái cực đó đều không phải là cái điều tốt để mà mình tu hành. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nhận ra con đường trung đạo, và từ đó ngài mới thọ thực trở lại, tức là ăn uống trở lại. Và mỗi một ngày không ăn ngày hai bữa cơm, mà ăn một ngày một bữa cơm thôi. Ăn bữa cơm là ta gọi là cơm ngọ đó. Mà bây giờ quý vị biết là cái phái mà khất sĩ á, phái Phật giáo khất sĩ á, người ta cũng bắt chước Đức Phật hồi xưa, ta ăn cơm ngọ ăn có ngày một bữa. Mà mấy ông ăn ngày một bữa chứ chắc tối mấy ông uống sữa rồi kia, sữa chua rồi này kia còn hơn nữa, phải không? Còn Đức Phật hồi đó là ăn có ngày một bữa cơm để cho có cái sức khỏe để mà tu hành. Và ngài đã đến dưới cội cây bồ đề đó, gốc cây bồ đề đó, ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề và ngài thề rằng nếu mà ta không thành đạo, thề rằng tan xương nát thịt, ta rã thân giả xác ở đây chứ ta không thề, thề rằng không có đứng dậy. Và trải qua 49 ngày đêm tham thiền nhập định dưới cội cây bồ đề đó thì ngài đã quát nhiên đại ngộ và chứng được cái quả gì? Chánh đẳng chánh giác. Và lúc đó là ngày 8 tháng Chạp, năm 624 trước công nguyên. Rồi ngài lần bước phô trương độ chúng. Đó là xong phần thứ nhất, là từ lúc mà Đức Phật giáng sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo là vậy đó, phải không? Rồi bây giờ tiếp theo cái nội dung thứ hai là từ Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ cái phần nãy là quý vị nhớ ha, người ta hỏi quý vị cũng có kiến thức sơ lược về Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Người ta nói trật là mình biết ha, người ta nói trật là mình biết. Tức là Đức Phật sinh vào ngày 8 tháng 4 âm lịch trước công nguyên, và con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Mà ngài là một cái người thanh niên khôi ngô tấn tú, trí tuệ rất là siêu phàm. Thì 16 tuổi vua cha đã cho kết hôn, 19 tuổi xuất gia tu hành, có một người con tên là La Hầu La. Trải qua 5 năm tầm sư học đạo không thành, 6 năm tự tu hành khổ hạnh ở Đạch Ni Liên Thiền không có kết quả. Và chỉ cần 49 ngày đêm tham thiền nhập định với cội cây bồ đề, ngài đã quát nhiên đại ngộ và chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác thành Phật. Rồi lần bước phô trương độ chúng, đó là từ lúc Đức Phật vừa giáng sinh cho đến khi Đức Phật thành Phật, thành đạo. Rồi bây giờ quý vị nghe này ha, từ cái lúc mà Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật bỏ xác đó, bỏ cái thân xác ở thế gian này đó, Đức Phật làm gì quý vị biết không? Đức Phật làm gì trong khoảng thời gian đó quý vị? Từ khi mà ông thành Phật rồi cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, là Đức Phật làm cái gì? Đức Phật làm gì quý vị? Là đi dạy đạo, phải không? Trong cái thời gian đó là đi dạy đạo, đi hoằng dương chánh pháp. Trong 49 năm đó, lúc đó là Đức Phật đã là 31 tuổi. Đức Phật đi dân du hết tất cả mọi chỗ, mọi nơi ở trong xứ Ấn Độ để mà dạy đạo cho chúng sanh.
và Đức Phật dạy tất cả mọi thành phần ở trong xã hội không phân biệt gì hết. Và trong cái quá trình đó thì người ta mới chia bốn cái giai cấp mà Đức Phật đã giáo hóa. Cái giai cấp thứ nhất đó là những cái người mà có cái duyên lành với Phật pháp, những cái người người ta quyết chí người ta tu hành nhưng mà ta tu không có trúng cái chánh đạo mà không có thành Phật được, không có đắc pháp được. Đức Phật mới dạy cho cái hạng người đó, và đó là những cái người mà được xem như là những cái người trí, những người quyết chí tu hành giải thoát. Thì đầu tiên hết là quý vị biết là Đức Phật đã đi đến cái vườn Lộc Uyển, đến vườn Lộc Uyển người ta gọi là vườn Nai đó, để mà giáo độ, để mà dạy đạo cho năm anh em Kiều Trần Như. Dạy đạo cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Thì khi đến vườn Lộc Uyển đó thì năm anh em Kiều Trần Như tự nhiên là quỳ xuống lại Phật. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng năm anh em Kiều Trần Như là cái chỗ mà Đức Phật đã từng ở đó tu hành 6 tháng, tu khổ hạnh với năm anh em Kiều Trần Như 6 tháng ở tại nơi đó. Và năm anh em Kiều Trần Như cho là cái phương pháp tu hành nó sai, cho nên Đức Phật mới từ giả ra đi. Lúc đó Thái tử mới từ giả ra đi. Người ta cho rằng cái thân này làm cho người ta khổ, cho nên phải tiêu diệt cái thân này bằng cách là phải ép sát. Có người thì trói tay trói chân lại, có người thì nhịn uống nhịn ăn, người thì dầm xương giải nắng, người thì chịu những cái cực hình. Bởi vì người ta cho rằng ta hiểu sai mà, ta hiểu không đúng cái chánh đạo, cho nên người ta cho rằng chính cái thân này mới làm khổ. Bây giờ phải hạ hành thân cái thân này mới được, phải hành hạ cái thân này mới được, nó làm cho mình khổ quá, cái cách tu hành nó sai. Và Thái tử Sĩ Đạt Ta ở đó tu 6 tháng không thành, Thái tử Sĩ Đạt Ta mới từ biệt ra đi và đi dấn thân vào trong rạch Ni Liên Thiền đó. Thì khi mà thành Phật rồi, Thái tử Sĩ Đạt Ta đến vườn Lộc Uyển đó để mà giáo độ đầu tiên năm anh em Kỳ Trần Như. Và Đức Phật đã dạy đạo, không có gì, đã lý luận, đã chỉ dạy, đã thuyết giáo cho năm anh em Kiều Trần Như nghe cái triết lý tứ đế, cái pháp tứ đế, ta gọi là tứ đế. Và có điều mà chúng ta nên nhớ nha quý vị, nó chữ tứ đế này là cái pháp mà Đức Phật đã dạy, đó là cái chân lý trong giáo lý của nhà Phật. Tứ đế người ta còn gọi cái tên khác của tứ đế đó là tứ diệu đế nha quý vị. Đừng có tưởng là tứ diệu đế nó khác cái tứ đế nha. Tứ diệu đế người ta còn gọi là tứ diệu đề ha, hay là người ta còn gọi là tứ thánh đế nữa quý vị. Đó là những cái tên mà nó khác nhau, nhưng mà thực ra đó là một cái lời của Phật dạy, một cái giáo lý của Phật dạy, người ta gọi là triết lý tứ đế đó. Triết lý tứ đế là gì? Đó là bốn cái chân lý mà Đức Phật đã dạy ra rồi, không có ai nói ngược là được hết, không có ông nào mà biện minh lại được chân cho, kể cả những cái người mà ngoại đạo. Đức Phật lý luận ra một cái rồi là tất cả mọi người đều phải công nhận cái chuyện đó là thật. Bốn cái chân lý đó là gì quý vị biết không? Bốn chân lý đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là gì? Khổ đế đó, Đức Phật mới dạy rằng này, các ngươi đang sống trong cảnh khổ. Cái cõi này nè, cái cõi mà các ngươi đang sống là cõi khổ, và cái thân của các ngươi cũng đang sống trong cảnh khổ. Có mấy người người ta biện minh, ta nói ông vua đâu có khổ. Đức Phật mới nói là ông vua có sanh ra không? Không lẽ ông vua dưới đất chung lên, phải không? Ông vua có sanh. Rồi ông vua có già không? Ông vua cũng già. Già khổ không? Già cũng khổ vậy. Rồi ông vua có bệnh không? Không lẽ ông vua ông trường thọ hoài. Ông vua cũng có bệnh. Rồi ông vua có chết không? Cũng có chết. Rồi ông vua có những cái khi nào mà ông mong muốn những cái điều gì đó cầu không được không? Cũng có vậy. Rồi có ái biệt ly không? Có quán tán hội không? Ông vua ông ghét ai? Ông gặp ai đó rồi ông có tức không? Rồi nói tóm lại là mọi người đều phải công nhận cái lời của Phật dạy. Đó là bốn cái chân lý, tám cái điều khổ, bốn cái điều khổ của thân và bốn cái điều khổ của tâm, không có ai mà tránh khỏi được. Đó là bốn cái chân lý. Tiếp đến là khổ đế rồi tới tập đế. Cái Đức Phật mới dạy là tại sao mà khổ vậy? Tại sao mà bị khổ vậy? Đức Phật mới nói rằng các người có nhiều cái tiền kiếp lắm rồi, chứ không phải là chỉ có mới kiếp này không. Mà trong những cái tiền kiếp trước đó, các người đã làm những cái điều nó không tốt rồi, cho nên bây giờ mới thọ thân này đấy nè, ở cảnh giới này cho nên mới chịu khổ. Vì vậy thì tập đế là cái nguyên nhân để mình có cái thân này mà mình chịu khổ. Rồi Đức Phật mới luận giải một cái chân lý thứ ba nữa. Đức Phật mới nói là ngoài cái cảnh khổ này nè, ở ngoài kia kìa đang có một cái chỗ mà nó rất là tốt đẹp, an lành, không có sanh già bệnh chết, không có khổ đau, không có phiền não gì. Đó là cõi Phật, là diệt đế. Ở diệt đế là cực lạc, là niết bàn đó. Đức Phật mới nói rằng các người nào mà diệt được cái khổ thì các ngươi sẽ đến được chỗ đó đó. Diệt được cái khổ là các ngươi sẽ đến được cái chỗ mà yên lành hạnh phúc đó. Đó là cực lạc, là niết bàn.
là diệt đế. Và Đức Phật mới dạy ra cái con đường để mà dạy cho người ta diệt khổ, gọi đó là đạo đế, gọi đó là đạo đế. Hồi xưa Đức Phật luận giải là nó gồm có 37 phẩm, trong đó 8 phẩm cuối cùng rất là quan trọng, đó chính là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo, Bát Chánh Đạo, mai mốt quý vị sẽ học Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một cái pháp tu tự lực thiền định, thấy không? Đó là con đường mà là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mấy đồ tấn triển trên con đường giải thoát. Thì Đức Phật mới giáo độ cho năm anh em Kiều Trần Như nghe xong rồi, Đức Phật còn giáo độ cho những cái người mà có duyên lành với Phật pháp, thí dụ như là ai quý vị biết không, là Ma Ha Ca Diếp chẳng hạn, thí dụ như là Mục Kiền Liên thì quý vị biết phải không, hoặc là Xá Lợi Phất có nghe tên phải không. Đó là những cái người mà có duyên lành với Phật pháp, người ta tu hoài mà ta không đắc đạo, ta quyết chí tu hành mà không đắc đạo, Đức Phật mới giáo độ cho hạng người đó. Rồi tiếp đến là Đức Phật mới giáo độ cho những cái người mà có cái công đóng góp lớn, có cái công đóng góp lớn về phương diện vật chất cho cái quá trình truyền bá Phật pháp của Phật. Thí dụ như ai quý vị biết không, ai là cái người mà người ta có cái công đóng góp lớn trong cái thời kỳ mà Đức Phật ra đời dạy đạo, ai quý vị, ai mà quyển sám giảng thi văn giáo lý của thầy mình có nêu đó quý vị, ai Mạnh Thường Quân nào quý vị, Mạnh Thường Quân nào mà giúp cho Phật cấp Cô Độc, chính xác cấp Cô Độc quý vị. Đức thầy dạy là cấp Cô Độc là nhà bá hộ mà còn đành lòng bố thí xả thân, chỉ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Cấp Cô Độc là cái người mà nhà thương buôn rất là giàu quý vị. Người ta nói là giàu cỡ như ông vua, là sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi đấy, cấp Cô Độc là rũ bỏ hết mọi chuyện thế gian, rũ bỏ hết những cái chuyện mà xa qua vật chất thế gian, quyết lòng theo Phật. Và cấp Cô Độc quyết chí tìm một cái chỗ, tìm một cái mảnh đất tốt đẹp, địa thuận lợi để mà cất cho Đức Phật một cái chỗ Đức Phật ở, và cất cho Đức Phật chỗ để Đức Phật thuyết pháp. Thì dòm tới dòm lui hoài á, trong cái xứ Ấn Độ đó không có cái chỗ nào mà tốt hết, duy chỉ có một chỗ, một đó là cái giường của cái ông Thái tử Kỳ Đà. Mà cái ông Thái tử Kỳ Đà này, ông đâu phải là nghèo, mà ông đâu có kêu bán đất đâu, mà cấp Cô Độc ấy, là cứ lại này nỉ mua hoài mua quỷ, mà mua cái giường của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà bực quá mới nói bây giờ ông giàu ha, ông muốn mua tôi bán cho ông, nhưng mà với điều kiện là ông phải đem vàng ông trải đầy cái mặt đất của cái khu vườn tôi hết, trải không trống một chỗ nào hết á, trải đầy vàng hết á, thì tôi mới bán cái miếng giường này cho ông. Cấp Cô Độc mới nói đó là quân tử ha, quân tử là không có nói hai lời ha, là coi như là dằn mặt ổng rồi đó ha, mới cho xe nó chở vàng tới quý vị. Cho xe nó chở vàng mà nó lót đầy cái giường hết rồi quý vị, thử tưởng tượng coi cái miếng đất đó là bao nhiêu tiền của mà nó cho xe mà nó chở vàng lại mà nó lấp đầy cái mặt giường của Thái tử Kỳ Đà. Và tới cuối cùng Thái tử Kỳ Đà là tại vì quân tử mà phải nhất ngôn, cuối cùng thì phải bán. Cái Thái tử Kỳ Đà mới giật mình hỏi cái ông đó là cái ông gì, cái ông Cù Đàm này là cái ông gì mà ông dám hy sinh cái chuyện lớn như vậy. Thì ông cấp Cô Độc mới giải thích với Thái tử Kỳ Đà là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật có một sự thấy biết toàn giác vậy và giáo độ chúng sanh tu hành, cho nên ông mới nói là thôi ha, ông mới nói thôi đáng lẽ là ông phải trải vàng ở mấy gốc cây nữa ha, nhưng mà thôi tôi cho mấy gốc cây đó tôi cúng dường cho ông làm cái tịnh xá cho Phật luôn. Và quý vị biết là chính vì vậy đó mà Đức Phật mới có được một cái chỗ tốt để mà thuyết pháp. Rồi và sau này đó là cấp Cô Độc cũng chứng thánh quả đó quý vị. Nghe Đức Phật giảng pháp, cấp Cô Độc cũng chứng thánh quả, tức là thành Phật đó. Rồi tiếp đến là Đức Phật còn giáo độ những cái người mà có công đóng góp lớn, thí dụ như vua Tần Bà Sa La chẳng hạn. Vua Tần Bà Sa La là một cái vị mà cũng rất là giàu có mà ngưỡng mộ Đức Phật dữ lắm, có rất nhiều công đóng góp và cũng xây cho Đức Phật một cái tịnh xá ở xa để Đức Phật ngự và cái chỗ cho Đức Phật thuyết pháp. Một cái vị khác nữa là một người phụ nữ rất là giàu, mà trong kinh điển người ta gọi là nữ thí chủ Visakha đó. Nữ thí chủ Visakha là cái người phụ nữ rất là giàu, có tướng hảo rất là tốt và có cái tuổi thọ sống rất là lâu, mới hiến cho Đức Phật một cái chỗ rồi và cất cho Đức Phật cái giường xoài đó, để cho Đức Phật cất một cái tịnh xá để Đức Phật tu hành. Đó là cái hạng thứ hai, là cái hạng mà có công đóng góp lớn cho đạo, cho quá trình truyền bá Phật pháp. Rồi Đức Phật còn trở về kinh thành để giáo độ cho gia quyến nữa. Giáo độ cho gia quyến tức là giáo độ cho dòng họ họ thích đó.
Thì Thái tử xuất gia tu hành năm 19 tuổi, năm 31 tuổi thì đã thành Phật, đi dân du thuyết pháp 2 năm. Sau đó thì vua Tịnh Phạn đã nghe cái tiếng là Thái tử Siddhartha giờ đi thành Phật rồi, bây giờ đi dạy đạo người ta chỗ này chỗ nọ rồi. Cho nên vua Tịnh Phạn mới mời cho người mời Đức Phật về để mà dạy đạo cho trong cung thành. Thì Đức Phật đã nhận lời. Và có điều mà trong kinh điển ta ghi lại là có 9 vị sứ giả đầu tiên đó hen đi đến để mà mời Đức Phật đó. Thì 9 vị đó đi đến nghe Phật thuyết pháp rồi hen là tu chứng rồi ở lại đó tu luôn, không có nói năng gì cái lời mà Phật mời. Và cái vị thứ 10 á thì đi đến nơi đó mới trình bày là lời của Đức Phật là yêu cầu Đức vua yêu cầu Đức Phật về kinh thành để thuyết pháp. Và 2 tháng sau thì Đức Phật đã trở về tới kinh thành. Cái người đầu tiên mà Đức Phật gặp đó chính là Đức vua Tịnh Phạn. Khi đó thì ngài đã già rồi. Và Đức Phật đã thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe. Thì vua Tịnh Phạn không phải là cái người mà quyết chí tu hành, cho nên cái giai đoạn đầu thì vua Tịnh Phạn chỉ chứng được có sơ quả. Nhưng mà kinh điển ta ghi lại thì sau khi mà Đức vua mà lâm bệnh nặng rồi đó, Đức Phật có trở về kinh thành thuyết pháp cho Đức vua nghe, và Đức vua cũng chứng đắc được thánh quả. Rồi Đức Phật còn dùng cái hóa thân của mình, dùng hóa thân tức là dùng thần thông hóa hiện ra lên trên cõi trời, lên cung trời Đao Lợi. Lúc đó là bà mẹ của mình là bà hoàng hậu Maya đó, đã sinh về trên đó. Và Đức Phật đã dạy đạo cho bà hoàng hậu nghe và chư thiên ở trên cõi trời, bà hoàng hậu cũng chứng được thánh quả. Đức Phật còn giáo độ cho công chúa Yajurala, tức là vợ của Thái tử Siddhartha, cũng đắc thánh quả. Đức Phật còn giáo độ cho A Nan. A Nan là cái người mà em họ với Đức Phật. Và A Nan xuất gia tu hành và theo Đức Phật suốt cái thời gian mà Đức Phật truyền bá Phật pháp. Và theo Đức Phật để mà làm tỳ vệ cho Phật đó, theo lo cho Đức Phật từ cái ăn, cái mặc, cái uống rồi này kia, lo hết cho Đức Phật hết. Và A Nan rất là đẹp người, rất là đẹp người. Và A Nan có một cái trí nhớ rất là siêu phàm. Sau này kinh điển ghi chép lại đó đều do ngài A Nan, đều do ngài A Nan thực lại. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết bàn, sắp sửa nhập Niết bàn, Đức Phật có phú chúc là trong các cái kinh điển ghi lại đều phải ghi chữ như thị ngã văn đó. Có nghĩa là ta nghe như vậy, Đức Phật có nói rằng là sau này các ngươi viết lại kinh điển không phải là lời của ta, mà đây là lời của A Nan thực lại. Ta nghe như vậy có nghĩa là cái lời đó là cái lời thực lại của ngài A Nan. Và ở kinh thành Đức Phật còn giáo độ cho một người rất là đặc biệt nữa, đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì cũng em họ của Đức Phật và rất là tinh tấn tu hành trong cái thời gian đầu, nhưng sau đó thì ngài đã thấu chí nản lòng và chạy theo cái dục vọng của thế gian. Và 3 lần Đề Bà Đạt Đa đã hại Phật. Lần thứ nhất là cho các cái thị vệ núp vào trong cái đường đi của Phật đó, dùng cung tên để mà bắn Phật nhưng mà không có hại được Phật. Lần thứ hai là cho các cái loài voi nó uống rượu cho thiệt là xỉn, uống cho nó thiệt là say. Voi mà quý vị biết là voi mà nó mạnh vừa gì mà uống say rượu rồi. Để gì vậy? Để khi Đức Phật đi ngang qua thả cái voi đó ra đặng mà dậm Đức Phật cho chết, nhưng mà cũng không hại được Phật. Lần thứ ba là tự tay Đề Bà Đạt Đa đi trên cái đỉnh núi cao đó, lăn cái tảng đá lớn khi Đức Phật đi dưới chân núi và chỉ làm cho cái chân Đức Phật bị chảy máu. Và sau này thì kinh điển người ta ghi lại Đề Bà Đạt Đa bị đọa lạc nhiều kiếp, trầm luân trong nhiều kiếp lắm mới được trở lại làm người. Thì đó là cái hạng thứ ba. Hạng thứ nhất là giáo độ cho những người có duyên lành với Phật pháp, năm anh em Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp chẳng hạn, hay là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Rồi giáo độ cho những người có các công hạnh, có cái công mà đóng góp lớn về phương diện vật chất, ví dụ như là cấp cô độc vua Tần Bà Sa La chẳng hạn, hay là nữ thí chủ Visakha đó chẳng hạn. Rồi thứ ba là giáo độ cho những người mà có trong dòng họ của mình, rồi vua Đức vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya, hay là công chúa Yajurala, A Nan chẳng hạn, hay là Đề Bà Đạt Đa đó chẳng hạn. Và Đức Phật không những chỉ giáo độ cho những cái thành phần vậy không, mà Đức Phật còn giáo độ cho những cái thành phần mà cực ác và những cái thành phần mà được xem như là thấp hèn nhất trong xã hội. Cực ác thí dụ như là quý vị có nghe cái mẫu chuyện nói về Đức Phật độ vô não đó, vô não đó phải không? Vô não là cái người mà thực ra là vô não đó, là không phải là cái người cực ác, mà ông ta là cái người mà có chí tu hành, nhưng mà là tại vì là muốn tu theo tà đạo, cho nên cái lễ nghi của tà đạo đó là muốn được tu hành đó là phải chặt đủ, phải có lễ vật là 100 cái ngón tay của 100 người nha, 100 ngón tay của 100 người. Mà vô não ác lắm thì gặp người nào thì đi chặt ngón tay người đó, gặp người nào chặt ngón tay người đó, mà chặt được 99 người rồi đi kiếm hoài không được ai thêm người nữa,
và dự định đi về chặt cái ngón tay của mẹ mình. Và Đức Phật đã quán xét, Đức Phật biết là vô não cũng có cái căn duyên, cho nên Đức Phật mới thị hiện ra trước mặt vô não. Đức Phật đi một cách chậm rãi trước mặt vô não như vậy đó, mà vô não thì chạy theo hoài không kịp, chạy mệt lã luôn, chạy không kịp rồi té xuống nằm đó, mới kêu lớn lên: này ông Cụ Đàm, ông hãy đứng lại, ông hãy đứng lại. Thì Đức Phật mới trả lời là: ngươi mới là người đứng lại, ta đã đứng lại lâu rồi. Thì sau đó thì Đức Phật đã thuyết pháp cho vô não nghe, và ngài xin quy xuất gia tu hành, và cuối cùng thì ngài cũng chứng được thánh quả. Đức Phật còn giáo độ cho cái thành phần mà xấu, thành phần mà được xem như là bị người ta chê bai trong xã hội, là một cái người kỹ nữ mua hương bán phấn tên là Liên Hoa Sắc. Nhưng một cái người phụ nữ mà mua hương bán phấn là Liên Hoa Sắc mà Đức Phật vẫn giáo độ cho hạng người đó. Đức Phật còn giáo độ cho cái người mà thấp hèn nhất trong xã hội là cái người gánh phân. Gánh phân tức là gánh gì quý vị? Gánh phân tức là gánh phân của súc vật đó, với lại gánh phân người đó, để mà người ta trồng cây hồi xưa đó, người ta đâu có phân hóa học, người ta phải lấy mấy cái phân đó để mà người ta tưới cây. Và đó là cái thành phần mà thấp nhất ở trong xã hội, Đức Phật vẫn giáo độ. Cho nên người ta nói đạo Phật là đạo bình đẳng. Đức Phật không có phân biệt giai cấp gì ở trong xã hội hết, Đức Phật giáo độ hết tất cả mọi người. Và Đức Phật mới tuyên bố nhập Niết Bàn. Sau khi mà được 80 tuổi đi dân du thuyết pháp 49 năm rồi, Đức Phật nói với A Nan: 6 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Và cái chỗ mà ta nhập Niết Bàn ở trong rừng Tha La, trong rừng cây Tha La. Tha La người ta gọi là cây Tha La sông Thọ đó. Quý vị biết bây giờ có một số chỗ người ta có cái trồng cây Tha La, cái bông của nó bự vậy đó ha. Cái bông Tha La nó bự. Và Đức Phật mới đi tới đó, rồi Đức Phật mới bảo là: A Nan này, ngươi hãy mắc cái võng lên đi để cho ta nằm mà ta nhập Niết Bàn tại đây. Và trước khi nhập Niết Bàn đó thì Đức Phật mới có phú chúc nha, những cái điều trước khi nhập Niết Bàn đó thì Đức Phật mới phú chúc ra những điều như thế này. Thứ nhất đó là cái y bát của ta, sau này khi mà ta nhập Niết Bàn rồi đó, y bát của ta sẽ được truyền thừa lại cho Maha Kajip ha. Y bát là gì quý vị biết không? Y có nghĩa là cái áo đó, cái áo cà sa mà Phật mặc đó. Còn bát là cái bình bát mà Đức Phật đi ăn xin đó. Đức Phật đi xin cơm người ta để ăn đó. Về phương diện vật chất thì cái đó nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà đó là vật tính. Cái đó là vật tính mà Phật mà giao cho ai rồi là cái người đó coi như là cái người đắc pháp. Cho nên Đức Phật mới trước khi nhập Niết Bàn đó, Đức Phật mới bảo là y bát của ta sẽ được truyền thừa lại cho Maha Kajip. Tức là Maha Kajip là tổ thứ nhất khai ta đó, là tổ thứ nhất. Và quý vị biết là đạo Phật đã được truyền thừa qua tất cả là 33 đời tổ, 28 đời ở Ấn Độ, Maha Kajip là tổ thứ nhất và tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Ấn Độ. Sau đó được truyền thừa qua bên Trung Quốc thêm 5 đời tổ nữa, đến cái đời Đức Lục Tổ Huệ Năng tức là năm 713 thì bật truyền y bát, không còn truyền thừa y bát nữa. Đó là cái lời của chúc thứ nhất là y bát của ta sẽ được truyền thừa cho Maha Kajip. Cái lời của chúc thứ hai là Đức Phật mới dạy rằng sau khi ta nhập Niết Bàn đó, không còn ta trên cõi đời này đó, các ngươi phải coi giới luật giống như ta vậy. Phải lấy giới luật làm thầy. Giới luật của nam xuất gia là 250 giới, giới luật nữ xuất gia là 348 giới, giới luật của tại gia là 5 giới đó. Rồi Đức Phật mới còn phú chúc thêm những cái điều nữa, là Đức Phật mới phú chúc là trong sau này kết tập kinh điển lại đó, viết ra những cái lời của Phật dạy đó, viết thành những cái bộ sách đó, phải ghi chữ Như Thị Ngã Văn. Cái chữ đó nó quan trọng lắm quý vị. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta nghe như vậy. Ta nghe như vậy có nghĩa là toàn bộ cái nội dung đó không phải là chính thực Đức Phật viết ra. Bởi vì sao vậy? Tại sao mà Đức Phật không viết ra? Bởi vì quý vị biết là trong cái thời kỳ mà Đức Phật dạy đạo đó ha, là nó còn đơn sơ lắm, chữ viết cũng không có. Người ta không có cái chữ viết mà nó rõ ràng như bây giờ đâu. Cho nên Đức Phật chỉ nói bằng cái miệng cho người ta nghe thôi, rồi sau đó người ta dựa vào cái lời đó người ta hiểu, người ta tu hành theo, không có viết. Nhưng mà sau này hàng trăm năm sau người ta mới kết tập kinh điển lại, kết tập những cái lời của Phật dạy lại, người ta mới tạo thành Tam Tạng Kinh Điển đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng sau khi ta nhập Niết Bàn đó, các ngươi phải lấy giới luật làm thầy, tức là phải lấy cái giới luật làm đầu, và trong đầu mỗi quyển kinh đều phải ghi chữ Như Thị Ngã Văn. Rồi Đức Phật mới dạy rằng sau khi ta nhập Niết Bàn đó thì cái thân xác tứ đại của ta sẽ được hỏa táng, tức là thiêu đó, và cái hài cốt, cái xương cốt, cái tro cốt người ta gọi là xá lợi đó, xá lợi sẽ được chia làm ba phần,
một phần đưa lên trời, tức là đưa lên thiên cung, một phần bỏ xuống nước là Long Cung, và một phần còn lại chia làm 8 cái tiểu vương quốc ở Ấn Độ trong thời kỳ đó. Thì đó là những cái điểm mà Đức Phật đã phú chúc lại. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật còn dạy hai cái lời phú chúc mà cho tới bây giờ với đạo Phật người ta cũng rất quý trọng. Đức Phật mới phú chúc như vậy: này các ngươi, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy nghe cho kỹ rồi quý vị, nghe cái lời này nó chính xác làm sao đâu. Này các ngươi, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy giáo pháp của ta làm đuốc, hãy lấy giáo pháp của ta làm phương tiện để giải thoát. Đừng tìm cầu sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm cầu sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài bản thân của các ngươi. Đức Phật đã dạy như vậy đó quý vị. Cho nên cho tới bây giờ là người ta nói là muốn tìm Phật thì phải trở lại tại tâm của mình. Đức Thầy cũng dạy mà, Phật tại tâm chứ không có tìm ở bên ngoài. Rồi Đức Phật còn phú chúc thêm nữa là: này các ngươi, mọi vật trên cõi đời thì không có gì là quý cả. Xác thân của các ngươi rồi đây cũng tan rã. Chỉ có đạo của ta mới là quý, chỉ có đạo của ta mới là cái phương tiện để giúp cho các ngươi giải thoát. Hãy tinh tấn lên ở những người thân yêu của ta. Thì sau khi Đức Phật nói những lời phú chúc đó thì Ngài đã nhập Niết Bàn, tức là không còn trên cõi đời này nữa. Ta thực hiện theo những cái lời phú chúc đó. Và những cái điểm nhấn nữa mà chúng ta cần nên nhớ nữa đó là cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp nó đặc biệt hơn hết, đó là tại cái chỗ mà ta gọi đó là Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn, cái pháp hội Linh Thú Sơn có nghĩa là một cái pháp hội mà người ta tổ chức để cho Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà Đức Phật bước lên nó trên cái bục thuyết pháp đó thì rất là nhiều người, rất là nhiều đệ tử và rất là nhiều thành phần đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng có điều đặc biệt là trong cái pháp hội đó Đức Phật không có nói một tiếng gì hết. Đức Phật chỉ cầm cái bông sen trắng, Đức Phật đưa qua đưa lại và đi tới đi lui. Người ta nhốn nháo lên, người ta không biết là Đức Phật muốn dạy cái gì đây nè, cái bữa nay không Phật làm thinh là không dạy gì mà Đức Phật đi tới đi lui cầm cái bông sen trắng vậy. Chỉ có mỗi một mình Ngài Ma Ca Diếp mới đứng lên rồi cười với Đức Phật. Mới cười với Đức Phật. Và cái cười của Đức Phật, cái cười của Ma Ca Diếp đó đã thấu đạt được cái tâm của Phật. Có nghĩa là tâm của Ma Ca Diếp và tâm Phật đã đồng với nhau. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng: ta có chánh pháp giảng tàng Niết Bàn diệu tâm, nay ta truyền lại cho Ma Ca Diếp. Tức là Ma Ca Diếp làm tổ thứ nhất. Đó là cái pháp hội Linh Sơn. Và trong suốt 49 năm hoằng dương chánh pháp tại thế gian, Đức Phật đã thuyết pháp rất là nhiều. Và người ta đúc lại những cái lời của Phật thuyết đó, người ta chia ra làm 5 cái thời. Mà trong kinh điển nhà Phật người ta gọi là 5 thời nói kinh của Phật. Phải nói là 5 thời dạy kinh của Phật. Thì 12 ngày đầu Đức Phật dạy cái pháp tối thượng thừa ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cái pháp mà rất là khó để cho những cái hạng đệ tử cao đó, những cái người trí thức đó, các cái bậc Bồ Tát, Thanh Văn rồi kia đó. Để chi vậy quý vị? Để mà tuyển chọn những người đó để mà có đủ trình độ để mà đi hoằng dương chánh pháp. 5 thời nói kinh đó là 21 ngày Đức Phật đã dạy kinh Hoa Nghiêm, là cái kinh tối thượng thừa. Sau đó Đức Phật dạy cái kinh cao rất ít người hiểu được. Rồi Đức Phật mới dạy cái kinh thấp nhất là kinh A Hàm. Kinh A Hàm, Đức Phật dạy cái kinh A Hàm 12 năm kinh A Hàm. Nội dung của kinh A Hàm là nói những cái thí dụ không? Nói những cái thí dụ ở thế gian có thí dụ gì đó, đặng Đức Phật dẫn dụ vô trong cái đạo. Rồi 8 năm Đức Phật mới nói cái kinh tăng lên một chút nữa là kinh Phương Đẳng. 22 năm sau Đức Phật mới nói về cái kinh Bát Nhã. Chữ Bát Nhã là mình đọc á, mình đọc trại đó quý vị, mình đọc trại từ cái tiếng Phạn, cái tiếng Phạn đó là cái tiếng của Ấn Độ đó, là chữ Praja đó, mình đọc riết thành Bát Nhã. Praja là Bát Nhã. Mà người Tàu họ dịch là trí tuệ đó, người Tàu họ dịch là trí huệ hay là trí tuệ đó. 22 năm mà Đức Phật mới nói kinh Bát Nhã đó, tức là nói về cái kinh mà chuyên về cái trí tuệ của con người, một cái năng lực hiểu biết của con người. Rồi sau đó còn lại là 8 năm Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn, để mà chỉ cho trong mỗi con người chúng ta có cái thật tướng bất sanh bất diệt. Thì đó là xong cái toàn bộ cái nội dung của cái chủ đề lược sử về Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nghe thấy nó dài quá, cái gì mệt quá hả, nó nhiều thiếu chuyện quá hả, tiếp thu khó quá hả quý vị. Nhưng mà kệ ha, nghe một lần cái quý vị nhớ được chút, lần sau quý vị nghe chút nữa ha, thấy vậy chứ cái tâm thức, cái trí tuệ của con người ta nó không có giới hạn quý vị. Đừng có tưởng là quý vị nói là nó đầy trong chẳng rồi, không có đầy đâu, nó giống như cái máy tính
Tức là cái gì, những cái thông tin mà mình tiếp nhận được là nó sẽ nhận vào trong đó. Và khi mà người ta, khi mình gặp lại cái thông tin đó đó, người ta nói trật là mình biết liền ha. Cho nên chính vì vậy đó, người ta khôn lên ở chỗ đó. Người ta khôn lên tức là người ta có học, người ta mới khôn lên. Có học thì người ta nói trật là mình biết, phải không? Nhưng mà bây giờ á, thí dụ như người ta nói bây giờ có học cái nãy giờ nghe đó quý vị nói giáo lý của đạo Phật là tứ thư ngũ kinh, nói trật, phải không? Tôi học rõ ràng giáo lý của đạo Phật là tam tạng kinh điển, sao mà tứ thư ngũ kinh được? Tức là quý vị đã có được một cái kiến thức ít nhiều. Nội dung của cái bài hôm nay thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Đạo Phật là gì? Quý vị trả lời đạo Phật là con đường ngay thẳng chân chính mà Đức Phật đã trải qua quá trình tu tập chứng đắc rồi, Phật dạy lại cho mình để mình tu tập, mình chứng đắc thành Phật giống như Phật, gọi đó là đạo Phật. Thì giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Giáo lý của đạo Phật gồm có tam tạng kinh điển, gồm có kinh, luật và luận. Học theo đạo Phật được lợi ích gì? Học theo đạo Phật được lợi ích trong cuộc sống đời thường và trong đời sống tín ngưỡng tâm linh, tức là cái linh hồn mình vẫn được cái lợi lạc rất lớn. Trong cuộc sống đời thường, đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả bác ái dị tha. Hành theo đạo Phật, con người ta sẽ được mọi người quý mến kính yêu. Đạo Phật là đạo giải thoát. Học theo đạo Phật, hành theo đạo Phật, khi mình chết, linh hồn mình sẽ được chiêu cảm đến cảnh tiên, đến cõi Phật. Rồi tiếp đến là cái nội dung chính của chủ đề hôm nay, đó là lịch sử của Đức Phật. Thì gồm có 2 giai đoạn, từ lúc Đức Phật giáng sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo. Thì đó là cái đoạn mà trong Đức Thầy đã viết trong Quyển Khuyến Thiện. Đại ý là quý vị nhớ là Thái tử Siddhartha là nguyên là Đức Phật đó, là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài được sinh ra vào mùng 8 tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở tại một cái giường, ở một trại giường hoa là Lâm Tỳ Ni. Cái giường đó người ta gọi là Lâm Tỳ Ni. Và Ngài là một người rất khôn ngô, tứng tú, trí tuệ sáng suốt hơn người. 16 tuổi thì kết duyên với công chúa Gia Du Đà La, có một người con tên là La Hầu La. Và 19 tuổi Ngài trốn vua cha và vợ đẹp con ngoan để mà đi tu cầu học đạo. Trải qua 5 năm tầm sư học đạo không thành, 6 năm tự tu hành khổ hạnh không đạt. Chỉ cần 49 ngày đêm tham thiền với cội Bồ Đề, Ngài đã chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác và thành Phật vào ngày 8 tháng Chạp âm lịch. Rồi tiếp đến là Ngài đã đi dân du thuyết pháp suốt 49 năm, trong đó Ngài đã thuyết pháp rất là nhiều hạng người, và tụ trung lại gồm có 4 thành phần. Thứ nhất là những cái người có duyên lành với Phật pháp. Đức Phật đã giáo độ cho 5 anh em Kiều Trần Như, Đức Phật giáo độ cho Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, là những cái người mà có cái duyên hạnh tu hành. Đức Phật còn giáo độ cho những cái hạng người mà có công đóng góp lớn về phương diện vật chất cho đạo Phật, cho quá trình truyền bá Phật pháp. Ví dụ như là Cấp Cô Độc, vua Tần Bà Sa La hay là nữ thí chủ Visakha chẳng hạn. Đức Phật còn giáo độ cho cả gia quyến của Ngài, Đức Phật còn giáo độ cho những thành phần thấp nhất trong xã hội, Đức Phật đều giáo độ hết. Cho nên ta nói đạo Phật là đạo bình đẳng, đạo từ bi hỷ xả, đạo bác ái dị tha. Và quý vị nắm được cái thông tin như vậy có nghĩa là quý vị đã biết được sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, vị Phật mà đã khai sáng ra đạo Phật, mà người ta thường hay niệm là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là mình đang niệm về ông Phật đó đó, ông Phật mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó đó. Và thầy của mình là học trò của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, là đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thầy không dứt lời ca ngợi Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, đây là lời của Đức Thầy. Trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Không có ai mà sánh được bằng với Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Đó là lời của Đức Thầy đã tán thán thầy của mình, tức là tán thán Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Đề tài đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô